Kiếm lai like tập 109, bái phòng chúc các bạn xem video vui vẻ. Lúc rời thuyền ở Lão Long Thành, Bùi Tiền còn thầm tuyên bố trong lòng muốn gặp Lý Bảo Bình một lần. Kết quả đến cửa chính kinh thành đại tùy bên kia, nó liền bắt đầu trở dạ. Đến cửa sơn môn thư viện sơn nhai, càng thêm sợ hãi. Trần Bình An cười hỏi, xin hỏi tiên sinh, nếu sau khi vào thư viện vào ở khách xá, chúng ta muốn bái phòng Mao sơn chủ, có cần nhờ người thông báo trước, chờ đợi trả lời hay không? Lão tiên sinh cười nói, thật ra thông báo ý nghĩa không lớn, chủ yếu là mao sơn chủ của chúng ta không thích đại khách mấy năm qua hầu như từ chối toàn bộ bái phòng cùng xã giao dù là thượng thư đại nhân đến thư viện cũng không nhất định có thể nhìn thấy mao sơn chủ nhưng trần công từ đường xa mà đến lại là người long tuyển quận nhắm chừng đánh tiếng là được mao sơn chủ chúng ta tuy nghiên cứu học vấn nghiêm cần thật ra rất dễ nói chuyện chỉ là danh sĩ đại tùy trước nay chú trọng nói những điều huyền bí mới không thể nói chuyện cùng mao sơn chủ trần bình an vẫn chưa lập tức vào thư viện hỏi nếu ta không nhớ lầm phụ trách trật tự trị an kinh thành đại tùy là bộ quân thống lĩnh nha môn trong lòng lão tiên sinh hiểu rõ xem ra vẫn lo lắng lý bảo bình cười nói đúng là như thế hơn nữa ấu tử chủ quan nha môn đó hôm nay cầu học ngay tại thư viện trần bình an lại nhẹ nhàng thở ra trần bình an hỏi lại một ít chuyện vụn vặt của lý bảo bình mới cáo từ vị lão tiên sinh kia đi vào thư viện bùi tiền đi bước chân nặng nề nhất là sau khi qua cửa một đoạn đường núi độ dốc nhẹ nhàng đi như là đang xuống sông lội nước bồn bà đất tuyết thư viện có khách xá chuyên môn chiêu đãi thân thích trưởng bối của học sinh năm đó vợ chồng lý nhị cùng con gái lý liễu ngụ ở trong khách xá thư viện chỉ là mang tính tượng trưng thu chút tiền mỗi gian khách xá một ngày mới 10 đồng tiền sau khi biết được hôm nay khách xá không nhiều người vào ở trần bình an một hơi đặt bốn gian khách xá giá tiếp giáp nhau sau khi cất hành lý xong bùi tiền tới bên phòng trần bình an chép sách trần bình an tháo hòm trúc xuống thậm chí ngay cả hồ lô dưỡng kiếm bên hông cùng bán tiên binh kiếm tiền cũng tháo xuống một lượt chu liễm tới hỏi muốn cùng nhau du lãm thư viện hay không trần bình an nói tạm thời không đi bùi tiền đang chép sách lại càng sẽ không để ý tới chu liễm chu liễm liền đi gõ cửa phòng thạch nhu thạch nhu cả người mất tự nhiên tâm tình không tốt chu liễm lại ở bên ngoài nói những lời quái gở trong nho nhã mang theo vị tanh thạch nhu liền thưởng chu liễm một chữ cút chu liễm chỉ đành một mình một người đi dạo thư viện lý bảo bình có thể còn hiểu rõ kinh thành này hơn so với dân chúng bản địa kinh thành cô từng đi đến tòa thiên trường môn được dân chúng gọi thân mật là lương môn nơi phía nam lương thực được vận chuyển đến thông qua kênh đào ở nơi đó trải qua quan viên hộ bộ khám nghiệm rồi cất vào kho lương là chỗ thóc gạo bốn phương hội tụ cô từng ở bến đảo bên kia ngồi non nửa ngày nhìn quan viên và đám tiểu lại bận rộn còn có phu quân vác một hồi ướt đẫm còn biết nơi đó có từ miếu hồ tiên hương khói cường thịnh đây không phải từ miếu chính thống lễ bộ triều đình tán thành nhưng cũng không phải dâm từ lai lịch cổ quái thờ phụng một đoạn đôi cáo sáng loáng như mới có lão phụ nhân điên điên khùng khùng lẩm bẩm buôn bán nước bùa còn có mặt cốt dương nghe nói là đến từ quan tây đại tùy ông già và bà lão thường xuyên cãi nhau sở dương cô từng đi miếu hội chùa trường phúc người đông như chảy hội cô cũng rất thèm một loại đồng xà dùng rừng châu chế thành kẻ có tiền đến bên này rất nhiều ngay cả đám tùy tùng phó dịch so với con em quyền quý nhìn còn cao ngạo ngang ngược hơn kia cũng thích mặc áo da trượt sông nhuộm đen giả mạo áo lông trồn lý bảo bình còn từng đi bên cạnh hoàng thành ở bên kia cũng ngồi rất nhiều buổi chiều mới biết được thì ra sẽ có rất nhiều dư phu tú nương những người này không phải người trong cung vẫn có thể ra vào hoàng thành chỉ là cần mang theo yêu bài trong đó còn có một tòa văn hoa quán biên soạn quốc sử các đời chỉnh sửa sách sử mời từ bên ngoài không ít thợ viết sách dư phu người đánh xe hoặc phu kiệu tú nương người phụ nữ làm theo thùa may vá lại vòng đi cửa sau phương bắc hoàng thành bên đó gọi là địa lâu môn số lần lý bảo bình đi càng nhiều hơn bởi vì bên kia càng náo nhiệt hơn cô từng chứng kiến một hồi sóng gió ầm ầm tại một cửa hàng đồ bạc là binh sĩ bắt trộm cắp khí thế hùng hổ về sau cô hỏi trưởng quầy cửa hàng phụ cận mới biết được thì ra cửa hàng kia làm ăn không sạch sẽ lại có thể mỗi ngày kiếm bộn tiền là điểm tiêu thụ tăng vật vật mua bán phần nhiều là vật ngự dụng trong hoàng cung đại tùy ăn cắp ra phụng trộm giấu đi một ít hầu bao túi thơm thậm chí ngay cả mảnh thiếp một tòa cung điện tu sửa mương máng cũng bị trộm ra đầu thừa đuôi thẹo cung đình tu sửa hàng năm còn thừa xuống cũng có tiểu thương ngoài cung mơ ước rất nhiều chỗ thi công báo tổn hại càng là khoản lợi nhuận hậu hĩnh nhất là những món đồ làm từ vàng ngọc rất dễ dàng bí mật mang theo ra khỏi cung biến thành vàng thật bạc thật lý bảo bình lúc ấy không hiểu mấy ngay dưới mí mắt hoàng đế bệ hạ sao cũng có người dám trộm đầu nhà hoàng đế lão trưởng quầy thân quen với cô liền cười nói cái này gọi là làm ăn mất đầu có người làm làm ăn lộ vốn không có ai làm lý bảo bình còn từng đi cầu tú y cách địa lâu môn không xa bên kia có hồ lớn chỉ là bị tường sân những tòa vương phủ phủ đệ quan lớn kết phường ngăn cản bộ quân thống lĩnh nha môn tọa lạc ở một nơi gọi là ngõ nhỏ điêu mạo mũ lông trồn bên kia lý bảo bình ăn điểm tâm qua lại mấy chuyến bởi vì có người bạn cùng trưởng nàng không quá thích luôn thích thổi phòng cha hắn là mũ quan lớn nhất trong nha môn đó cho dù hắn cưỡi ở trên thân sư tử bằng đá bên kia đi tiểu cũng không ai dám quản lý bảo bình còn từng đi thành ngõ trung quan phía nam là nơi rất nhiều hoạn quan già cung nữ tóc bạc sau khi rời khỏi hoàng cung bảo dưỡng tuổi thọ bên kia chủ miếu đạo quan rất nhiều chỉ là đều không lớn những hoạn quan cung nữ kia phần nhiều là được người cung cấp nuôi dưỡng tận hết sức lực hơn nữa vô cùng thành kính cho nên lý bảo bình thường xuyên có thể nhìn thấy người già lưng còng người hầu đỡ hoặc là một mình chống gậy mà đi, đi đốt hương. Số lần dạo chơi nhiều, Lý Bảo Bình liền biết thì ra cung nữ có tư cách và sự từng trải nhiều nhất, được coi là nội đình mỗ mỗ, là nữ quan lớn tuổi hầu hạ hoàng đế hoàng hậu, trong đó lão cung nhân mỗi ngày sáng sớm trải đầu cho hoàng đế, địa vị tôn vinh nhất, có một số còn có thể được ban danh hiệu phu nhân. Ở phía đông kinh thành, có phường thị lớn nhất đại tùy, cửa hàng đông đúc, xe ngựa lui tới, dòng người tức dòng tiền, trong đó lại có hiệu sách Lý Bảo Bình thích đi dạo nhất, một ít trưởng quầy tiệm sách to gan còn có thể vụng trộm buôn bán một ít bộ sách theo luật pháp triều đình là không được phép xuất quan xuất cảnh sứ tiết các nước viên thuộc thường thường sẽ phái người hầu lén mua nhưng vận khí không tốt một khi gặp phường đinh tuần tra sẽ bị kéo đi nha môn chịu liên lụy trong ba năm này tiểu cô nương mặc kệ áo bông hay là quần áo luôn một mảng màu đỏ thẫm từng đỡ rất nhiều lão nhân tập tính đi đốt hương giúp trẻ con đứng ở dưới cây khóc lớn trèo cây lấy con diều cùng nhau đẩy xe cho xe trâu chứa than củi lún vào trong tuyết lớn bùn lầy cùng lão ông quần áo tả tơi từng xem lão nhân chỗ góc phố chơi cờ ở những cửa hàng đồ cổ kiễng gót chân hỏi trưởng quầy giá những văn án thành cung kia ở dưới cầu hình vòng ngồi ở trên bậc thang nghe câu chuyện của các tiên sinh kể chuyện vô số lần ở phố lớn ngõ nhỏ sát vai mà qua với các cánh buôn gồng gánh còn khuyên can tách đám trẻ con đang đấm đá vật nhau ở trên mặt đã ra tiểu cô nương từng nghe tiếng còi gắn trên thân bồ câu du dương trên không kinh thành tiểu cô nương từng xem con diều đẹp đẽ lắc lư tiểu cô nương từng ăn vần thán cảm thấy ngon nhất trên đời này tiểu cô nương ở dưới mái hiên tránh mưa ở dưới cây tránh nắng gắt ở trong gió tuyết hà hơi sưởi ấm mà đi hôm nay lý bảo bình lại đi dạo hiệu sách trên đường cơm trưa là ăn một tiệm cơm nhỏ giá rẻ mà đồ ngon trên đường về đổi một quán mì ngõ nhỏ tay nghề tổ truyền lão trưởng quầy cùng bà chủ đều rất quen thuộc với nàng thường xuyên nói muốn tính tiền rẻ chút nếu không dứt khoát không thu tiền nhưng lý bảo bình đều không đáp ứng nói có thể lần sau phải rẻ nha chỉ là lần sau của mỗi lần hai tiệm ăn đều chưa có một cơ hội như vậy lâu ngày cũng chỉ cho là tiểu cô nương nói khách khí không muốn để bọn họ làm ăn nhỏ kiếm ít đi mấy đồng tiền, chỉ là bọn họ thật ra đều muốn cười, gặp khách nhân đáng yêu lại có hiểu biết như vậy, bọn họ cho dù kiếm tiền không dễ dàng gì cũng sẽ không so đo chút tiền đó. Trong hoàng hôn, bóng người Lý Bảo Bình chạy vội xuất hiện ở trên đường cái kia ngoài cửa thư viện Sơn Nhai, tiểu cô nương cảm thấy trên sách nói năm tháng như thoi đưa, thời gian qua nhanh, tựa như không quá đúng nha, sao đến chỗ cô thì đi chậm rãi, sốt ruột chết người, một tiểu cô nương vái đỏ trong mắt như chỉ có phương xa, nhanh nhỏ đánh tiếng với lão phu từ trong cửa xong lao vút qua, lão tiên sinh đang ngủ gật nhớ tới một chuyện, hướng bóng lưng kia hô, tôi Bảo Bình, quay lại đây." Lý Bảo Bình chưa dừng thân hình, hai tay vung lên, đạp bước tại chỗ, quay đầu nhìn lão phu tử đang hướng mình vẫy tay, liền chạy giật lùi, thế mà chạy cũng không chậm, Lý Bảo Bình chạy giật lùi về cửa, đứng lại, hỏi, "Lương tiên sinh, có việc gì sao?" Lão tiên sinh họ Lương tò mò hỏi, "Ngươi đi trên đường có gặp được người quen không?" Lý Bảo Bình mở to mắt, lắc đầu nói, "Không có ạ." Lão tiên sinh cười hỏi, vậy ngươi hôm nay có phải không từ phố cỏ tranh bên kia rẽ vào hay không lý bảo bình gật đầu nói đúng vậy làm sao vậy lão tiên sinh cười tùng tìm hỏi bảo bình à trước khi trả lời vấn đề của ngươi ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã ngươi có cảm thấy học vấn của ta có lớn hay không lý bảo bình nghĩ nghĩ nhỏ hơn mao sơn chủ một chút lão tiên sinh nhất thời bị vị tiểu cô nương thật thà này làm nghẹn họng nói không ra lời nhưng đổi góc độ để suy nghĩ tiểu cô nương mang mình ra so sánh với một vị thánh nhân thư viện nho gia như thế nào cũng là lời hay nhỉ vì thế tâm tình lão tiên sinh không tệ liền nói cho lý bảo bình có người trẻ tuổi đến thư viện tìm cô đầu tiên là đứng ở cửa rất lâu sau đi khách xá cất hành lý lại tới bên này hai lần một chuyến cuối cùng là nửa canh giờ trước đến rồi thì không đi nữa lão tiên sinh cười nói ta khuyên hắn không cần sốt ruột tiểu bảo bình của chúng ta đã quen dạo chơi đối với kinh thành không khác gì nhà của mình khẳng định không lạc đường được đâu nhưng người nọ vẫn đi tới đi lui ở trên con đường này về sau ta cũng sốt ruột thay hắn liền nói với hắn người bình thường đều là từ phố cỏ tranh bên kia rẽ tới nhắm chừng hắn ở phố cỏ tranh bên kia chờ ngươi, không thấy ngươi, mới lại tiến lên một quãng đường, muốn sớm nhìn thấy bóng người của ngươi, cho nên hai người các ngươi mới không gặp được nhau, không sao, ngươi ở chỗ này chờ đi, bảo đảm hắn sẽ nhanh chóng quay lại. Lý Bảo Bình đột nhiên xoay người, muốn chạy vội đi, lão tiên sinh vội nói, "Tiểu Bảo Bình, ngươi muốn đi phố cỏ tranh tìm hắn à? Cẩn thận hắn vì tìm ngươi, rời phố cỏ tranh đã xa, lại nhớ đâu hắn không quay về đường cũ, các ngươi chẳng phải là lại bỏ lỡ nhau, như thế nào?" Các ngươi tính chơi trốn tìm à, lý bảo bình sốt ruột như là kiến bò trên chảo nóng xoay quanh tại chỗ đây là cảnh các phu tử thư viện chưa bao giờ gặp lý bảo bình lã chã trực khóc đột nhiên la lớn tiểu sư thúc tâm thần lão phu tử chấn động nhào mắt nhìn về phía cuối đường cái có một bộ đồ trắng bóng người như một dải cầu vồng từ phố cỏ tranh bên kia rẽ vào trong tầm nhìn sau đó lấy tốc độ nhanh hơn lướt đến nháy mắt đã tới sau khi người trẻ tuổi kia nhẹ nhàng đứng lại hai tay áo trắng như tuyết vẫn phiêu đãng gió lốc tượng như trích tiên nhân phong lưu hắn đứng ở trước mặt tiểu cô nương áo đỏ nụ cười sáng lạn nhẹ nhàng nói tiểu sư thúc đến rồi lý bảo bình tích góp rất nhiều lời nhưng khi cô gặp được trần bình an một câu đến bên miệng liền đều rơi hết vì bụng trần bình an đưa tay múa máy ở trước chắn lý bảo bình một phen cao lên không ít lý bảo bình nhảy một cái mặt mày đau khổ nói tiểu sư thúc sao người còn cao nhanh hơn so với con nữa vậy con đuổi theo không kịp trần bình an giúp tiểu cô nương lao đi nước mắt trên mặt kết quả lý bảo bình lập tức lao vào trong lòng trần bình an có chút trở tay không kịp chỉ đành nhẹ nhàng ôm lấy tiểu cô nương, hiểu ý mà cười, xem ra không lớn hơn nhiều lắm. Lão phu tử họ lương nhìn một màn này, nói như thế nào đây, tự như đang thưởng thức một bức họa cuộn tròn tới mắt ấm áp nhất thế gian, gió xuân đối dương liễu, non xanh đối nước biếc, có câu thi từ viết hay, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, thắng khức nhân gian vô số, gió vàng xương ngọc tìm nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng, cho nên lão phu tử cũng rất vui vẻ, vui tươi hớn hở, một lớn một nhỏ, sau khi trả hỏi với lão phu tử, bước vào thư viện, Lý Bảo Bình như con chim hoàng oanh nhỏ, líu díu nói không ngừng, giới thiệu cho Trần Bình An tình huống trong thư viện, hai người tới khách xá bên kia. Trần Bình An nhìn thấy một vị lão giả cao lớn đứng cùng bùi tiền ở cửa, bùi tiền lặng lẽ há hốc miệng, không lên tiếng, bày ra khẩu hình chữ Mao, hành tàu giang hồ nhiều. Trần Bình An theo bản năng muốn ôm quyền, chỉ là vội vàng thu lại, học nho sinh chấp tay hành lễ với vị phó sân thủ thư viện sơn nhai này. Mao Tiểu Đông gật đầu thăm hỏi, bước về phía trước Trần Bình An, chúng ta tán gẫu chút. Lưu lại Lý Bảo Bình 12 tuổi và Bùi Tiền 11 tuổi ở cửa khách xá, một người váy mềm màu đỏ, một người nhỏ tí đen như than. Lý Bảo Bình nhìn Bùi Tiền, Bùi Tiền tay chân cũng không biết nên đặt như thế nào, cúi đầu, không dám đối diện với cô. Lý Bảo Bình vòng quanh Bùi Tiền đi một vòng, cuối cùng đứng về chỗ ban đầu, hỏi: "Cô chính là Bùi Tiền, tiểu sư thúc nói cô là khai sơn đại đệ tử của mình, hai người đã cùng nhau đi một chặng đường rất xa." Bùi Tiền cúi đầu, gật gật đầu. Lý Bảo Bình hỏi: "Tiểu sư thúc nói cô có thiên phú tập võ rất tốt." con người thông minh, có thể chịu khổ sống ta năm đó, còn nói khát khao lớn nhất của cô chính là về sau cưỡi con lửa ra lông ngắn sông pha giang hồ, bùi tiền ngẩng đầu, nhìn Lý Bảo Bình, lại cúi đầu, gật gật đầu, Lý Bảo Bình nghĩ nghĩ, nói, được rồi, vậy ta tặng cô hai món đồ, làm lễ gặp mặt, đi theo ta, bùi tiền nuốt ngụm nước bọt, không dám dịch bước, tuy bùi tiền biết tiểu tỷ tỷ thích mặc đồ đỏ này khẳng định không phải loại người xấu, nhưng nó đang sợ hãi nếu mình đi đến cái ngõ âm u kia. Lý Bảo Bình quay người lại liền chụp bao tải mình, đến lúc đó ném mình tới góc nào đó của kinh thành đại tùy bên ngoài thư viện lý bảo bình vốn đã xoay người chạy ra vài bước quay đầu nhìn thấy bùi tiền giống như khúc gỗ đứng ở nơi đó tiểu cô nương luôn biết nghĩ cho người khác nói tiểu sư thúc đã nói nhiều chuyện về cô nói cô có lá ga nhỏ được rồi mang lá bùa giấy vàng dán lên trán rồi đi theo ta bùi tiền vội vàng lấy ra một tấm bảo tháp trấn yêu phù bốp một cái dán lên đầu lúc này mới có chút dụng khí chậm rãi đi về phía trước lý bảo bình bước chân rất nhanh chỉ là vì quan tâm đến tốc độ đi đường của bùi tiền cho nên đành phải bước chân cực nhỏ, hai cánh tay tựa như đu dây, lui về bên cạnh bùi tiền phía sau chạy đến bùi tiền. Cô là khai sơn đại đệ tử của tiểu sư thúc, cho dù lạ nước lạ cái nữa, ở thư viện gặp người xa lạ, cũng phải làm bộ lá gan rất lớn nha. Hơn nữa, có ta ở đây, không ai dám bắt nạt cô, yên tâm đi, bùi tiền nạn ra một nụ cười, lấy ra một tấm thiêu đăng phù, đưa cho Lý Bảo Bình, không hổ là cò đầu tường thấy gió ngã tay trèo, đã nghĩ lấy lòng Lý Bảo Bình trước rồi nói sao, về phần hào ngôn trí khí lúc trước, cái gì vật cổ tay phân cao thấp với lý bảo bình đã sớm bị ném ra sau đầu cách xa vạn dặm chỉ là vừa lấy ra tới tay Bùi tiền liền có chút hối hận cảm thấy sẽ bị lý bảo bình này xem thường nào ngờ lý bảo bình trực tiếp tiếp nhận chấm nước miếng dùng sức vỗ ở trên trán cười ha ha bùi tiền cũng cười lên theo bùi tiền ngay cả phương trượng thần thông của lão tổ tông thái bình sơn lúc trước cũng nhìn thấu cho nên thật ra nó vẫn nhìn ra được một ít lòng người phập phòng có một số người một mảng như mực nước tim gan đen xì có một số người một mảng sền sệt mơ mơ màng màng không có chủ kiến ví dụ như nữ quỷ thạch nhu chính là nghênh phong sát vũ chỉ có một hạt giống màu vàng không quá dễ để người ta nhìn thấy vừa mới đâm trời có một chút màu xanh như vậy lại ví dụ chu liễm thì đặc biệt dọa người gió tanh mơ máu lôi điện đan sen chỉ là mơ hồ có một tòa lầu các cảnh tú khí phái phú quý nhưng có một số người sạch như lưu ly li, tựa như tiểu tỷ tỷ áo đỏ này cho nên bùi tiền sẽ phá lệ tự biết xấu hổ lý bảo bình thấy nó vẫn đi không nhanh liền bỏ qua dự định chạy vội về học xá của mình cùng bùi tiền đi như rùa tàn bộ thuận miệng hỏi nghe tiểu sư thúc nói các người có gặp gỡ thôi đông sơn hắn có bắt nạt người không bùi tiền không dám nói thật chỉ nói tạm được bạn đang xem kiếm lai like tại kênh youtube gì các phim lý bảo bình một tay làm bộ dạng cầm vật đặt ở bên miệng thổi cái này chính là thiếu ăn đòn chờ hắn trở lại thư viện ta chút giận cho ngươi bùi tiền quay đầu trộm nhìn lý bảo bình lập tức bội phục sát đất trừ sư phụ từ lão ngụy tiểu bạch bốn người bọn họ lại đến thạch nhu tỷ tỷ thậm chí ngay cả con yêu vật loài điện ngưu kia ai không sợ thôi đông sơn bùi tiền càng sợ trong lòng thôi đông sơn như là có một hồ sâu u ám to lớn lại không phải loại nước lặng im im kia lờ mờ có một cái gọi là dao long bùi tiền từ trên sách trên tranh nhìn thấy có đường nét một bóng ma đang chậm rãi bơi mỗi lần thân hình dao long tới gần mặt nước đều mang theo gợn sóng khiến lòng người lạnh ngắt nhưng cũng may bên cạnh đầm nước chất đầy những quyển sách màu vàng màu bạc mới tỏ ra không âm trầm khủng bố như vậy bằng không bùi tiền nào dám ở chung với thôi đông sơn lão giả cao lớn bên hồng rắt cây thước nọ chính là cột trụ trên ý nghĩa thật sự của thư viện sơn nhai mao tiểu đông mao tiểu đông dẫn trần bình an đi mãi về phía thư phòng của chính ông trên đường hàn huyên hầu như không có bất cứ sự khách sáo nào với trần bình an sau khi hai người ngồi xuống mao tiểu đông luôn cao mày bỗng nhiên cười đứng lên thế mà hướng trần bình an chấp tay hành lễ trần bình an vội vàng dịch bước tránh ra tự nhận tuyệt đối không đảm đương nổi phần nho ra đại lễ bất thình lình này mao tiểu đông sau khi đứng dậy cười nói thư viện sơn nhai chúng ta nếu không phải ngươi năm đó hộ đạo Văn mạch hương khói đã chặt đứt hơn phân nửa, Trần Bình An không biết đáp lại như thế nào. Mao Tiểu Đông giải thích, mới vừa rồi bên ngoài, tai mắt nhiều, không tiện nói lời nhà mình. "Tiểu sư đệ, ta chờ ngươi rất lâu rồi." Trần Bình An cười khổ đang muốn nói gì, Mao Tiểu Đông vung tay lên người nhà, trong lòng biết là được. Trần Bình An bất đắc dĩ ngồi xuống. Mao Tiểu Đông mỉm cười đánh giá Trần Bình An, vươn tay "Tiểu sư đệ, để ta xem văn điệp thông quan của ngươi, để ta tăng thêm chút kiến thức." Trần Bình An lại đứng dậy, hai tay đưa qua phần văn điệp thông quan kia. Mao Tiểu Đông sau khi tiếp nhận cười nói còn phải cảm tạ tiểu sư đệ thu phục thôi đông sơn tiểu vương bát đản này nếu kẻ này không phải lo lắng ngươi ngày nào đó đến thăm thư viện nhắm trường hắn cũng có thể khiến tiểu đông sơn cùng kinh thành đại tùy lật cái đáy hướng lên trời trần bình an nói thật ra thôi đông sơn vẫn là kim kỵ văn thánh tiên sinh không liên quan tới ta lắm mao tiểu đông đưa tay chỉ chỉ trần bình an đức hạnh này của tiểu sư đệ thật sự là cực kỳ giống tiên sinh chúng ta năm đó làm hành động vĩ đại càng lớn đối mặt chúng ta các đệ tử này càng là lý do thoái thác khiêm tốn như vậy nào có nào có việc nhỏ việc nhỏ công lao không lớn không lớn, chỉ là động mồ mét chút mà thôi, các người bất định đi, cứ như tiên sinh làm được một việc lớn ân huệ tỏa khắp chúng sinh bao nhiêu, tiên sinh ta xảo thắng nhân, cũng không phải đạo tổ Phật tổ kia, các người kích động như vậy làm chi, như thế nào, chẳng lẽ các người ngay từ đầu đã cảm thấy tiên sinh không thắng được, thắng mới có thể là niềm vui bất ngờ, Mau tiểu đông ngươi quỳ kỳ cục nhất, đi ra ngoài, đi cùng tả hữu tới sân phạt đọc sách, ừm, nhớ nhắc nhở tả hữu lúc lén trèo tường ra ngoài, cũng mang một phần ăn khuya cho tiểu tề tiểu tề hôm nay đang tuổi phát triển nhớ rõ đừng ăn nhiều mỡ buổi tối làm người ta ngủ không yên mao tiểu đông vừa nói chút chuyện cũ năm xưa của tiên sinh nhà mình vừa cười sảng khoái lòng người trần bình an to đầu một trận sao cảm giác so với thôi đông sơn còn khó nói chuyện phím hơn trần bình an hỏi lúc trước nghe lương lão tiên sinh ở cửa nói lâm thủ nhất rất có tiền đồ không cần lo lắng chỉ là lý hoài tựa như việc học trước nay không tốt lắm như vậy lý hoài có thể học quá mệt mỏi hay không mao tiểu đông mỉm cười nói chỉ tính tình yên vui của thằng nhóc lý hoài kia trời sập xuống nó cũng có thể nằm úp sấp trên mặt đất chơi những con rối gỗ tượng đất vẽ màu kia của nó nói không chừng còn muốn cao hướng hôm nay cuối cùng có thể không cần đi nghe các phu tử tên sinh lại nhại ra ngoài người không cần lo lắng lý hoè nhiều lần việc học đội sổ cũng sẽ không bớt ăn bớt uống của nó lần trước không phải phụ mẫu và tỷ tỷ nó đã đến thư viện một chuyến sao để lại chút tiền bạc cho nó thật ra cũng không tiêu lung tung chỉ là có lần bị phu tử trực đêm bắt quả tang lúc ấy nó đang dẫn theo hai người bạn cùng trường ở học xá lấy bát đựng nước thay rượu ba đứa gặm chân gà sau khi ra ngoài phạt đứng phạt roi lý hoài còn ở no phu tử hỏi hắn là roi ngon hay là chân gà ngon ngươi đoán lý hoài nói như thế nào trần bình an nhịn cười nói nếu đã ăn roi có thể ăn chân gà như vậy roi cũng ngon nhưng ta nhắm chừng sau khi nói xong câu này lý hoài ăn một trận đòn ăn đến no mao tiểu đông vươn ngón tay cái không hổ là tiểu sư đệ hộ tống bọn họ suốt đường quả nhiên vẫn là người hiểu lý hoài này nhất sau đó mao tiểu đông cười nói lý hoài tuy đọc sách khai khiếu chậm nhưng thật ra không ngu ngốc rất nhiều bạn cùng lứa tuổi chỉ biết học thuộc sách Lý Hoè chỉ cần đọc vào, chính là thực sự đọc thành thứ của mình Cho nên các phù tử giảng bài thật ra ấn tượng rất tốt đối với Lý Hoè Mỗi lần đội sổ cũng sẽ không nói nó như thế nào cả Trần Bình An Thử nói, muốn Lý Hoè chăm chỉ đọc sách hơn, không thể lời biếng Những đạo lý này vẫn phải nói một chút Ánh mắt Mao tiểu đông tán thưởng là nên như thế Lúc ấy, Lý Nhị vừa mới đại náo Hoàng Cung một phen Ai cũng bị dọa vỡ mật Các phù tử thứ nhất tương đối thích Lý Hoè Thứ hai quả thật lo lắng Lý Nhị quá mức nương chiều con có đoạn thời gian ngay cả một câu nói nặng cũng không dám nói, cho nên ta liền dạy dỗ mấy vị phu tử đó một trận, sau đó, liền đi vào quỹ đạo rồi, nên đánh bằng roi thì đánh, nên gian dạy liền gian dạy, đây mới là trạng thái tiên sinh đệ tử nên có. Trần Bình An hỏi, sau sóng gió lần đó, Lý Hòe đứa nhỏ này, có gì chứng gì chính bọn họ chưa chú ý đến hay không? Mao Tiểu Đông cười nói, có ta ở đây, tệ nhất còn có thôi Đông Sơn thứ để một bụng ý nghĩ xấu kia nhìn chằm chằm, không gây ra trò ngu ngốc gì cả, loại chuyện này, không thể tránh được coi như là một bộ phận của cầu học biết lễ đọc sách học lý không cần quá mức để ý trần bình an vâng một tiếng thu phóng tự nhiên không đi cực đoan chỉ là mao sơn chủ phải tương đối tốn sức mao tiểu đông vẻ mặt oán giận nói gọi tiếng mao sư huynh khó như vậy như thế nào có phải cảm thấy mao tiểu đông ta so với tể tĩnh xuân tả hữu kém quá xa thậm chí so với thôi sàm cùng thôi đông sơn cũng kém cho nên không muốn gọi một tiếng mao sư huynh hay không trần bình an lắc đầu nói không phải như thế khẩn cầu mao sơn chủ thông cảm Đề cập chuyện văn mạch không cho phép trần bình an khách khách khí khí tùy tiện lấy lệ mao tiểu đông nhìn như có chút bất mãn thực ra âm thầm gật đầu nếu là mình người được gọi là thánh nhân này của thư viện sơn nhai lúc ân cần lúc lại mà đen liền thay đổi được chủ ý người trẻ tuổi vậy thì khẳng định hắn vẫn có tư cách gọi mình mao sư huynh nhưng muốn làm quan một đệ tử của tiên sinh tiểu sư đệ của tề tĩnh xuân và tả hữu thì chưa chắc thích hợp thấy mầm biết cây mao tiểu đông vẫn phải có chút nhãn lực này lúc trước trong bốn vị đệ tử đích truyền môn hạ văn thánh đại đồ đệ thôi xàm học rộng nhiều tài nhất tề tĩnh xuân học vấn sâu nhất thẳng nhất tả hữu tôn dùng đại đạo tự hành tài lớn trưởng thành muộn tu vi cao nhất còn có cái tên nhìn như tính tình đần độn thành tài chậm nhất nhưng ngoài tề tĩnh xuân ra là người năm xưa tiên sinh thích nhất trên thực tế lúc trước tranh ba bốn bị thua năm đó nhất mạch văn thánh như mặt trời giữa trời dần dần yên lặng chỉ có người này luôn tùy tùng tiên sinh từ đầu tới cuối làm bạn thi tiên sinh cuối cùng tự giam mình ở công đức lâm mà ở trong một đám ký danh đệ tử mao tiểu đông hắn cũng không coi là xuất sắc lấy cái này có thể thấy được năm đó nhất mạch văn thánh được vạn người chú ý văn vận lấp lánh như thế nào mao tiểu đông có chút tức hận phong lưu luôn bị mưa đánh gió thổi tề tĩnh xuân rời khỏi trung thổ thần châu tới bảo bình châu sáng lập thư viện sơn nhai người ngoài nói là tề tĩnh xuân muốn càn tay chấn nhiếp đại sư huynh thôi sàm năm đó khi sư diệt tổ nhưng mao tiểu đông biết căn bản không có chuyện như vậy tả hữu càng thêm quyết tuyệt trực tiếp rời xa nhân gian buôn mình một người ra biển tìm tiên kẻ to sát ngu ngốc cứng đầu người duy nhất từng được đồn đại có thể đuổi đánh a lương khắp đường cái tán loạn kia càng im lặng không tiếng động hơn trăm năm mao tiểu đông thu hồi suy nghĩ phức tạp cuối cùng tầm mắt dừng lại ở trên thân người trẻ tuổi này hôm nay tiên sinh thu vị bế quan đệ tử này kế thử học vấn văn mạch ở trong gần ba năm sau khi trần bình an qua thư viện mà không vào mao tiểu đông đã tò mò lại lo lắng tò mò tiên sinh thu một hạt giống đọc sách như thế nào cũng lo lắng người trẻ tuổi xuất thân từ ly châu động thiên được tề tĩnh xuân gửi gắm kỳ vọng cao này sẽ làm người ta thất vọng chỉ là khi mao tiểu đông lấy nho ra thánh nhân thần thông tọa trấn thư viện xa xa quan sát mỗi tiếng nói cử động của trần bình an không có kinh diễm cũng không có chút thất vọng chỉ là cảm thấy các Cả con em nhà nghèo tên là trần bình an này mới là đệ tử tiên sinh sẽ thu mới là tiểu sư đệ tề tĩnh xuân nguyện ý thay sư phụ thu đồ đệ như thế mới đúng sau đó trần bình an lại hỏi thăm chuyện lâm thủ nhất tu đạo và học tập có xung đột hay không hỏi cao huyên cùng vu lộc trở thành bạn bè tình hữu nghị có đủ thuần túy hay không tạ tạ sau khi trở thành tỷ nữ của thôi đông sơn tâm cảnh có xuất hiện vấn đề hay không mao tiểu đông lần lượt đáp lại ngẫu nhiên sẽ lật lật phần văn điệp thông quan kia một chút tất cả đều đại khái đã biết trần bình an mới chính thức như chút được gánh nặng mao tiểu đông cuối cùng cười hỏi bản thân người khác người nghĩ nhiều như vậy không mệt sao trần bình an lắc đầu thẳng thắn nói không mệt chút nào mao tiểu đông gật gật đầu nhẹ nhàng nói nghiên cứu học vấn và tập võ luyện kiếm thật ra là đạo lý giống nhau đều cần xúc thế quân tử gặp thời thì làm lớn không được thời thì rồng rắn cho nên vừa có ý tưởng kỳ lạ vừa có suy nghĩ kỳ diệu như văn thải rực rỡ từ trên trời đến người đời chưa từng thấy không thể đạt được trần bình an cảm thấy những lời này nói có chút lớn lao rồi hắn có chút thấp thỏm mao tiểu đông đột nhiên thấp giọng hỏi tiên sinh có từng nhắc đến ta không trần bình an muốn nói lại thôi vẫn thành thành thật thật trả lời hình như chưa từng nói tới mao tiểu đông vỗ đầu gối thở phì phì nói trên đời này thế mà lại có tiên sinh bất công như thế mao tiểu đông còn chưa từ bỏ ý định hỏi người nghĩ kỹ xem có thể là sót hay không trần bình an quyết đoán lắc đầu mao tiểu đông vuốt râu mà cười định liệu trước nói nghĩ hẳn là trong lòng tiên sinh có đệ tử tự nhiên không cần thường xuyên treo ở bên miệng trong lòng trần bình an yên tâm hẳn vị mao sơn chủ trước mắt này tuyệt đối là đệ tử văn thánh lão tiên sinh một tay dạy dỗ đại khái là cảm thấy lý bảo bình tương đối dễ nói chuyện bùi tiền đi đường càng lúc càng nhanh bước chân càng lúc càng nhẹ chỉ là sau khi bùi tiền tới học xá của lý bảo bình thấy được từng chồng sách chép kia trên giường thiếu chút nữa quỷ xuống dập đầu với lý bảo bình khó trách vừa rồi bùi tiền to gan khoe khoang một lần nói mình mỗi ngày đều chép sách lý bảo bình ồ một tiếng liền không có câu sao bùi tiền ngay từ đầu cảm thấy mình cuối cùng vãn hồi lại hoàn cảnh xấu một chút còn có chút đắc ý lưng ưỡn thẳng chút lý bảo bình rót cho bùi tiền một chén trà bảo bùi tiền cứ ngồi tự nhiên cô bé trèo lên giường chuyển cái hòm trúc nhỏ đầu giường dựa sát tường kia tới trên bàn lấy ra thanh đao hẹp tường phủ kia cùng hồ lô nhỏ màu bạc a lương tặng cho nàng lý bảo bình nói tặng ngươi bùi tiền nhìn nhìn đao hẹp cùng hồ lô nhỏ nó hôm nay tương đối biết hàng ngừng đầu nhìn về phía bùi tiền hỏi một câu thừa thải rất đắt rất đắt nhỉ lý bảo bình trái lại không cố ý che giấu một năm một mười nói nghe a lương nói riêng với ta thanh tường phủ đao kia phẩm tướng bình thường là cái gì bán tiên binh cái hồ lô nhỏ này ta gạt được từ chỗ kiếm tiền ngụy tấn phong tuyết miếu mới tính là tốt là một trong bảy cái hồ lô dưỡng kiếm được kết trái từ dây hồ lô đạo tổ ngày xưa trong lúc kết cỏ tranh tu hành đã tự tay gieo trồng kiếm tu thế gian dùng thứ này ôn dưỡng phi kiếm sẽ tương đối lợi hại Bùi Tiền ngươi không phải đã bắt đầu học kiếm sao, vậy ngươi lấy dùng là được." Bùi Tiền đã líu lưỡi, hàm hàm hồ hồ nói, "Nhưng ta vừa mới bắt đầu luyện kiếm, luyện rất qua loa, lại càng không phải kiếm tu, bản mạng phi kiếm cái gì chứ? Ta hơi ngốc, có thể đời này cũng không dưỡng được." Lý Bảo Bình gọn gàng dứt khoát hỏi, "Tường phù và hồ lô nhỏ, ngươi có thích hay không?" Bùi Tiền sụt rè gật gật đầu, Lý Bảo Bình gãi gãi đầu, trong lòng than thở một tiếng, "Tiểu sư thúc sao lại tìm đệ tử ngốc nghếch như vậy nhỉ?" Bùi Tiền càng thêm lo sợ bất an khóe mắt nhìn núi sách kia trên giường lại nhìn nhìn đao hẹp và hồ lô dưỡng kiếm màu bạc trên bàn bùi tiền chợt có sáng kiến thấp giọng nói bảo bình tỉ tỉ quả quý trọng như vậy ta không dám thu sư phụ sẽ mắng ta lý bảo bình chớp chớp mắt vậy ngươi nói với sư phụ ta cho ngươi mượn một năm mười năm là mượn một trăm năm một ngàn năm cũng là mượn dù sao ta cũng không đòi ngươi ngươi có thể yên tâm thoải mái cầm chúng nó đi sông pha giang hồ không phải được rồi sao bùi tiền cúi đầu đúng nha lý bảo bình thay đổi vị trí ngồi ở trên băng ghế kia cạnh bùi tiền, an ủi, không cần cảm thấy mình ngốc, ngươi tuổi còn nhỏ mà, nghe tiểu sư thúc nói, ngươi nhỏ hơn ta một tuổi đấy, bùi tiền vừa nghe, tựa như rất có đạo lý, lập tức ngẩng đầu cười lên, hai tay đặt sấp ở trên bàn, thật cẩn thận hỏi, bảo bình tỉ tỉ, ta có thể sờ sờ chúng nó không, lý bảo bình đứng bật dậy, dọa bùi tiền nhảy rừng, ánh mắt lý bảo bình ra hiệu bùi tiền đừng kích động, sau đó bảo bùi tiền nhìn cho kỹ kết quả bùi tiền liền nhìn thấy lý bảo bình lập tức rút đao ra khỏi vỏ hai tay cầm đao hít sâu một hơi, hướng cái hồ lô kia bổ xuống một đao. Bùi Tiền nhìn như một con ngỗng ngốc, Lý Bảo Bình một đao này chém tương đối khí phách, kết quả hồ lô nhỏ bóng loáng, vừa vặn lập tức bật về phía Bùi Tiền, bị Bùi Tiền theo bản năng vỗ một phát đánh bay, hồ lô dưỡng kiếm màu bạc bốc một cái, nện ở trên mặt Lý Bảo Bình, phành một tiếng, hồ lô rơi xuống đất, Lý Bảo Bình sửng sốt một phen bắt đầu chảy máu mũi, Bùi Tiền cảm thấy mình chết chắc rồi, lúc này trong tay Lý Bảo Bình còn cầm tường phù, vô cùng có khả năng đao tiếp theo sẽ chặt đầu mình nhỉ không ngờ Lý Bảo Bình nâng tay, bàn tay tùy tiện miết một cái, thuần thục thả tường phủ đao và lại vỏ đao, nhẹ nhàng dùng mũi chân hất hồ lô dưỡng kiếm lên đưa tay chụp lấy, cùng nhau đặt lại trên bàn. Sau khi ngồi xuống, Lý Bảo Bình vui vẻ cười nói với Bùi Tiền: Bùi Tiền, vừa rồi ngươi có một cú cản một cú vỗ rất đẹp, rất có phong phạm giang hồ. Không tồi không tồi, không hồ là đồ đệ của tiểu sư thúc ta. Bùi Tiền vẻ mặt cầu xin, chỉ chỉ cái mũi Lý Bảo Bình, ngơ ngác nói: Bảo Bình tỷ tỷ còn đang chảy máu. Lý Bảo Bình lại lao một cái nhìn nhìn lòng bàn tay, giống như quả thật là đang đổ máu. Cô bé giữ vẻ mặt tự nhiên đứng lên, chạy tới giường bên kia, rút ra một tờ từ trong một thép giấy tuyên thành, vo thành hai cục giấy, ngẩng đầu, nhét vào trong lỗ mũi, tùy tiện ngồi ở bên cạnh bùi tiền. Sắc mặt bùi tiền tái nhợt, ngơ ngác không hiểu ra sao mà nhìn Lý Bảo Bình. Sao vậy? Sao cảm giác tiểu hồ lô có nện trúng mặt kẻ kia thật thì cũng không đau chút nào vậy? Lý Bảo Bình vì thế sờ cầm, cẩn thận đánh giá tiểu bùi tiền ngam đen, cảm thấy suy nghĩ của vị đệ tử này của tiểu sư thúc tương đối kỳ quái ngay cả lý bảo bình cũng theo không kịp bước chân không hổ là đại đệ tử khai sơn của tiểu sư thúc vẫn là có một chút bí quyết bùi tiền chịu đựng đau lòng do do dự dự từ trong tay áo lấy ra cái hồ lô nhỏ vào màu vàng âu yếm kia đặt ở trên bàn khẽ đẩy về hướng lý bảo bình bên kia bảo bình tỉ tỉ tặng tỉ coi như ta bồi tội với tỉ lý bảo bình có chút tức giận bùi tiền này sao khách khí như vậy chứ trường mắt nói thu lại bùi tiền lấy thế xét đánh không kịp bưng tay ngoan ngoãn thu hồ lô nhỏ vào trong tay áo khi rời khỏi thư phòng của mao tiểu đông ánh chiều ta đã sắp tàn hoàng hôn tới gần trần bình an liền đi tìm lý hoài hẳn là đang nghe phu từ giảng bài ở ngoài cửa sổ trường tư trần bình an liếc một cái liền thấy được lý hoài dựng thẳng cao cao sách vở trong tay ở phía sau sách vở ngủ gà ngủ gật như gặp con mổ thóc bạn đang xem kiếm lai like tại kênh youtube di các phim hai người bạn cùng lứa tuổi ngồi một trái một phải bên cạnh lý hoài một người mặt đầy linh khí là loại không ngồi im được đang nhìn xung quanh đã sớm nhìn thấy trần bình an mắt to trường mắt nhỏ với trần bình an một đứa nhỏ ngồi nghiêm trình nghe giảng bài nghe hết sức chuyên chú lưu quan thấy người trẻ tuổi áo trắng kia luôn cười nhìn về phía mình bên này biết hắn tuổi còn trẻ chắc chắn không phải phu tử tiên sinh của thư viện liền vụng trộm làm động tác khiêu khích nắm tay đấm vào bàn tay kết quả phu tử dậy học quát một tiếng lưu quan lưu quan ngoan ngoãn đứng dậy lý hoài đang mộng đẹp thiên thu bị dọa hồn phi phách tán sau khi bừng tỉnh buông sách vở mờ mịt nhìn quanh phu tử lập tức hô còn ngươi nữa lý hoài hai người các ngươi đêm nay chép năm lần chương khuyến học còn nữa không được nhờ mã liêm hỗ trợ buổi học đã chấm dứt lão phu tử cao mày đi ra khỏi lớp gật đầu thăm hỏi đối với trần bình an đã lưu tâm từ trước trần bình an chắp tài hoàn lễ đi ra khỏi lớp học vô cùng ồn ào lý hoài đột nhiên mở to mắt vẻ mặt không thể tin được trần bình an trần bình an mỉm cười vẫy tay lý hoài nhếch miệng cười to đột nhiên khẽ quát một tiếng trần bình an lĩnh giáo một phen vô địch quyền pháp của lý đại tông sư lý hoài sau đó lấy sáu bước đi cọc hồ đồ chạy vội về hướng trần bình an bị một bàn tay trần bình an đè đầu lý hoài dãy dụa một lát rốt cuộc dừng lại, mắt đỏ lên hỏi, Trần Bình An, sao huynh muộn như vậy mới đến chứ, tỷ tỷ của ta cũng đi thật lâu rồi, nếu không huynh sẽ được gặp mặt tỷ ấy, ta lại tác hợp cho các người, hai người mắt đi mày lại, khanh khanh ta ta, dưới ánh trăng đầu cành liễu gì đó trong thư viện chúng ta, lúc này ta sẽ có thể gọi huynh là tỷ phu rồi, Trần Bình An dở khóc dở cười, Lý Hoài ôm cánh tay Trần Bình An, xoay người cười nói với Lưu Quan cùng Mã Liêm, hắn chính là Trần Bình An, là Trần Bình An đã tặng ta hòm sách, biện giày rơm cho ta đó, ta đã nói mà hắn nhất định trở về thư viện thăm ta thế nào bây giờ tin rồi chứ lưu quan trợn mắt thì ra kẻ này chính là trần bình an lý hoài nhắc tới mức lỗ tai bọn họ trai luôn mã liêm vội vàng chắp tay về phía trần bình an lý hoài cười không kiêng nề gì đột nhiên ngừng tiếng cười gặp lý bảo bình chưa trần bình an gật đầu nói đến thư viện gặp tiểu bảo bình trước lý hoài ra sức gật đầu nói đợi lát nữa chúng ta cùng đi tìm lý bảo bình cô ấy phải cảm ơn ta là ta đã mời huynh đến thư viện lúc đó cô ấy còn đang đỉnh núi còn muốn đánh ta ha ha tiểu cô nương có thể chạy nhanh như ta được sao? Thật sự là trò cười, Lý Hoài ta hôm nay thần công đại thành, bước đi như bay, trèo tường vượt mái. Trần Bình An ho khan một tiếng, Lý Hoài đột nhiên phát hiện Lưu Quan đang vui sướng khi người gặp họa, Mã Liêm đang nhăn nhó, Lý Hoài chậm rãi quay đầu, thấy được Lý Bảo Bình phía sau, cùng với một tiểu nha đầu đen như than bên cạnh, liếc một cái Lý Hoài liền cảm thấy quá duyên phận, bởi vì rất giống Trần Bình An nước quen biết sớm nhất, Lý Bảo Bình khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh nói, Lý Hoài, ta cho ngươi chạy trước 100 bước, là trốn trên cây hay là nóc nhà nhà vệ sinh, đều tùy ngươi." Lý Hoè hầm hừ nói, "Lý Bảo Bình, ta nể tình Trần Bình An quả thực đến thư viện rồi, chúng ta coi như đánh ngang tay." Lý Bảo Bình cười nói, "Ngang tay." Lý Hoè nghĩ nghĩ được rồi, "Vậy coi như ta tiếc nối thất bại một trận." Lý Bảo Bình nể mặt tiểu sư thúc, "Lần này không sao đo với Lý Hoè." Lý Hoè thấy Lý Bảo Bình không giống muốn như muốn xử lý mình, lập tức cao ngạo ngang ngược hẳn lên, túm cánh tay Trần Bình An, nhảy nhót nói, "Bây giờ huynh ở chỗ nào?" có muốn đi tới chỗ ta ngồi một chút hay không mắt bùi tiền sáng lên lý Hoài này là đồng đạo đoàn người đi khách xá trần bình an ở tạm mã liêm thật ra rất muốn theo lý Hoài, nhưng bị lưu quan kéo đi ăn cơm chu liễm vẫn du lịch chưa về thạch nhu luôn ở lại khách xá của mình không gặp ai thân ở một tòa thư viện nhao ra cho dù ngươi là âm vật địa tiên danh xứng với thực ai dám ở loại địa phương này rêu rao khắp nơi thạch nhu cảm thấy mỗi một lần mình hít thở đều là đang khinh nhờn thư viện tràn đầy ái náy và kính sợ đây là hạo nhiên thiên hạ trần bình an lý bảo bình Bùi Tiền, Lý Hoè vừa vặn làm thành một bàn, ăn xong thức ăn khách giá thư viện bố trí, Lý Hoè ngồi ở đối diện Trần Bình An rộng lớn nhất, dù sao chỉ cần có Trần Bình An tọa trấn, ngay cả Lý Bảo Bình hắn cũng có thể không sợ. Lý Hoè hỏi, "Trần Bình An, có muốn ăn cơm xong ta dẫn huynh đi tìm Lâm thủ nhất hay không? Tên kia hôm nay khó gặp mặt, rất khoái hoạt, thường xuyên rời khỏi thư viện đi bên ngoài chơi, ta hâm mộ chết đi được." Trần Bình An cười nói, "Bây giờ đang giờ tuất, là khoảng thời gian luyện khí sĩ tương đối coi trọng, tốt nhất đừng quấy dày chờ qua giờ tốt lại đi, không cần ngươi dẫn đường, ta tự mình đi tìm lâm thủ nhất, đại đạo tu hành, tính toán chi ly, có một số quy củ tu hành, đúng mọi nơi mọi lúc, ví dụ như một ngày chú ý 4 giờ, không thể lơi lòng, giờ tí thiên địa thanh minh, thích hợp nhất nội thị sinh khí, lấy cầu trường sinh liên kết với tiểu thiên địa thân người cùng đại thiên địa bên ngoài, giờ dần dưỡng khí lưu truyền, ít lợi khí phủ kinh mạch, giờ ngọ lấy dương hòa luyện khí thành dịch, giờ tốt luyện dịch hóa thần từng chút một cất giữ ở trong bản mạng khiếu huyệt những vụ đệ quan trọng này tích góp khỏe mạnh đại đạo căn bản một ngày ngoài 4 giờ lại có một tháng một năm chú ý riêng đại đạo căn bản đơn giản đều là lấy hậu thiên tu bổ mày giữa tiên thiên phương pháp hậu thiên như mài nước đến nỗi dần đi từng bước cuối cùng đạt tới lưu ly vô cấu trong truyền thuyết mối chốt nhất là những biến hóa nhỏ bé đó chỉ cần vượt qua bậc cửa tu hành bắt đầu lên núi một ngày lơ lỏng sẽ chỉ tự mình một ngày mất mát cho nên không cho phép người tu hành nhạt hạ nếu là hiểu biết huyền diệu trong đó rất nhiều quy củ bởi vậy mà diễn sinh nhìn như mây mù che phủ sẽ rộng mở sáng bừng ví dụ đế vương quân chủ vương triều thế tục không thể tu hành đến trùng ngũ cảnh ví dụ như vì sao người tu đạo sẽ dần dần rời xa thế tục nhân gian không muốn bị hồng trần cuồn cuộn lôi cuốn mà muốn ở những tòa động thiên phúc địa linh khí dư thừa tu hành xuống núi du lịch trở về thế gian chỉ được coi là hành động bất đắc dĩ mài rũi tâm cảnh chứ không liên quan đến tu vi tinh tiến trong hiện thực vì sao tu sĩ sau khi chen thân phi thăng cảnh ngược lại không được tự tiện rời khỏi đỉnh núi tự tiện nuốt linh khí và khí số nơi khác thôi đông sơn từng cười nói có luyện khí sĩ theo đuổi bất hủ trường sinh người tu vi càng cao không muốn giảng quy củ càng nhiều chuyện không chú ý càng ngày càng dày đặc nhân gian dưới núi liền bắt đầu lắc lư dao động tựa như một cái ghế khớp nối bắt đầu buông lỏng làm các nho gia thánh nhân đứng đầu một nhà hạo nhiên thiên hạ tu bổ có chút vất vả chỉ nói trên chuyện gia giáo các đạo sĩ lỗ mũi châu thối thanh minh thiên hạ tiết kiệm tâm sức nhất chỉ cần có đại tu sĩ to gan không hợp tâm ý và bạch ngọc kinh ngũ thành thập nhị lâu kia sẽ có tiên nhân đạt được xác lệnh của vị trưởng lâu giáo chủ nào đó của tam giáo bay vút ra một trưởng đập chết trái lại cũng có chút đại tu sĩ tránh được một kiếp ở tòa thiên hạ kia trên tòa đăng thiên đài nào đó gõ chống trời kêu ăn trong lịch sử chỉ có đại trưởng giáo đại đệ tử phù dung đạo quan dưới chứng đạo tổ sẽ thường xuyên nghe người ta tố khổ hỗ trợ giải vây đôi chút ít nhất cũng sẽ thoáng giảm bớt trách phạt thậm chí còn từng có ghi chép được miễn trách phạt quay lại trách cứ và phạt nặng tiên nhân bạch ngọc kinh nếu tiểu đệ tử lục trầm của đạo tổ làm chủ thì phải xem tâm tình vị trưởng giáo này tâm tình tốt mọi chuyện dễ nói không chừng là một cơ duyên tâm tình không tốt có khả năng còn có thể tội càng thêm tội nếu là đến lượt đạo lão nhị tọa trấn bạch ngọc kinh thì tuyệt đối sẽ không có ai gõ chống trời kêu an to bởi vì khẳng định sẽ bị đạo lão nhị trực tiếp ra tay đánh giết hồn phách còn sót lại quá nửa cũng bị túm vào trong lòng bàn tay hắn tòa lôi chỉ luyện ngục tinh tế nhất kia trong thiên địa trời lớn đất lớn phàm tục phu tử hết một đời này cho dù yêu thích du lịch cũng chưa chắc có thể đi hết đất một quốc gia, mà mặc dù trở thành người tu hành, cũng không dám nói có thể đi hết đất một châu, mà thần tiên đỉnh núi may mắn trên thân thượng ngũ cảnh, cũng không dám nói mình có thể đi hết toàn bộ thiên hạ. Lý Bảo Bình lúc ăn cơm không thích nói chuyện mấy, bùi tiền thì không dám nói, cho nên đều là Lý Hòe ở nơi đó hò hét. Lý Bảo Bình chừng mắt nhìn Lý Hòe vài lần, rất nhiều chuyện của thư viện đều bị Lý Hòe nói hết thì cô còn nói cho tiểu sư thúc nghe cái gì nữa đây. Lý Hòe rung đùi đắc ý, còn ở nơi đó không biết sống chết khiêu khích Lý Bảo Bình cái này gọi là bình sức không sợ mẻ dù sao tương lai khẳng định sẽ bị lý bảo bình tính sổ trần bình an nói không nhiều ăn cơm nhai kỹ nút chậm trước sau như một càng nhiều là gấp đồ ăn cho ba đứa nhỏ lý hoài đột nhiên hỏi trần bình an sao huynh thay đổi cách ăn vận rồi cũng không đi giàu rơm nữa cẩn thận từ giàu về nghèo khó không đợi lý hoài nói xong đã bắt đầu xoay người kêu rên lý bảo bình và bùi tiền dưới bàn một người thưởng lý hoài một đạp trần bình an cười nói thật ra ta từng nghĩ lúc đến thư viện mặc quần áo giày rơm trước kia chỉ là sợ làm các người mất mặt. Hôm nay bộ đồ này là vì khi hành tàu giang hồ, phải cẩn thận, hơn nữa mặc lên người có thể giúp tu hành, cho nên pháp bảo kim lễ này trên người mặc lâu thành thói quen, nhưng bộ đỏ trước kia cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy không thoải mái. Lý Hoài nhế răng nhếch miệng nói, lúc ấy ta ở ngoài trường tư, thiếu chút nữa cũng không nhận ra huynh, chân bình an vóc dáng huynh cao hơn rất nhiều, cũng không đen như than giống trước kia nữa, ta nhìn không quen. Trần Bình An trêu, Lý Hoài ngươi lại không hề thay đổi, vừa thấy sách liền mệt dã rời lý hoài than thở một tiếng trần bình an huynh không biết đó thôi hôm nay ta đọc sách vất vả bao nhiêu so với chúng ta lúc ấy đi đường còn mệt hơn nhất là vào lúc các phu tử giàng buồn tè có thể nín gần chết lý bảo bình lấy ngón tay gõ gõ mặt bàn ra hiệu lý hoài chú ý lời nói lý hoài ảo não nói phiền quy củ so với các phu tử còn nhiều hơn mọi người gần như đều đã ăn xong trên bàn cũng không còn lại đồ ăn gì trần bình an nói đợi lát nữa ta còn muốn đi mau sơn chủ bên kia một chuyến có một số việc muốn bàn bạc sau đó đi tìm lâm thủ nhất cùng vu lộc tạ tạ các người tự mình đi dạo nhé nhớ đừng làm trái lệnh cấm đêm của thư viện lý hoài hỏi trần bình an huynh muốn ở lại thư viện mấy năm thế lý bảo bình phá lệ cười cười bùi tiền vẻ mặt đau khổ nơm nớp lo sợ trần bình an tức giận cười nói sẽ không nán lại quá lâu nhưng cũng không phải vài ngày đã đi lý hoài ô một tiếng lúc lý bảo bình cùng bùi tiền thu dọn bắt đũa hỏi trần bình an sao huynh không ở lại thư viện đọc sách về sau chúng ta cùng nhau quay về long tuyển quận tốt bao nhiêu như thế nào ở bên ngoài đi dạo lâu rồi, có phải lòng trở nên hoang dại hay không? Cho dù huynh không coi Lý Bảo Bình là gì, nhưng thư viện có Lý Hoài ta này, chúng ta chính là hảo huynh đệ bạn hữu tốt cùng chung hoạn nạn, nói không chừng về sau ta còn phải gọi huynh là tỷ phu, huynh nhẫn tâm vứt lại cậu em vợ này ở thư viện, huynh có biết, năm đó A Lương khóc lóc muốn làm tỷ phu của ta, ta cũng chưa đáp ứng. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, những lời này, ngươi cũng đừng nói ở trước mặt Lâm Thủ Nhất và Đồng Thủy Tình. Lý Hoài nặng nề thở dài hai kẻ này, một kẻ là hũ nút không hiểu được rằng có chuyện gì thì có thể nói thẳng một kẻ thì như khúc gỗ không ai khiếu ta thấy tỷ tỷ ta sẽ không có khả năng thích bọn họ mẹ ta thì thích lâm thủ nhất nhiều hơn chút cha ta thích đồng thủy tình hơn chút nhưng tình huống nhà ta như thế nào lý hoài ta nói chuyện hữu dụng nhất ngay cả tỷ tỷ của ta cũng nghe lời ta trần bình an chúng ta thương lượng nha ngươi chỉ cần ở thư viện giúp ta một năm được rồi nửa năm là được ngươi chính là tỷ phu của ta cũng không cần xính lệ cái dám gì trần bình an cười mắng cút đi lý hoè vỗ bàn trần bình an nói chuyện đàng hoàng với cậu em vợ chứ bảo là không báo trước lý bảo bình đập một phát khiến lý hoè co đầu rụt cổ sự kiêu ngạo lập tức biến mất lý hoè thừa dịp lý bảo bình và bùi tiền bưng chỗ bát đũa kia đi về phòng bếp ngoài khách xá bên kia tới cạnh trần bình an nằm úp sấp ở trên bàn lặng lẽ nói trần bình an tỷ tỷ ta dạo này rất xinh đẹp thực sự không lừa huynh đâu trần bình an xoa đầu thằng nhóc thực sự không cần ngươi giật dây bắt cầu làm bà mối trong lòng ta đã có cô nương khác rồi lý hoài vẻ mặt ảm đạm Trần Bình An thấp giọng nói, không làm tỷ phu của ngươi, cũng không phải không làm bạn. Lý Huệ uể oải nói, nhưng ta sợ, lần này đi một cái là ba năm, lần sau thì sao, đi một cái có thể lại là ba năm 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 hay không. Nào có ai làm bạn như ngươi, khi ta ở thư viện bị người ta bắt nạt, cũng không thấy ngươi đâu. Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ, nếu dựa theo tính toán kia trong lòng, thật sự không nhất định ba năm 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 có thể gặp lại. Hắn chuẩn bị sau khi đi Long Tuyền Quận và Thư Giản Hồ, cùng với Thải Y Quốc Sơ Thủy Quốc, thì đi phương Bắc, so với đại ly vương triều ở tận cùng phía bắc bảo bình châu càng lệch bắc hơn lý hoài khụt khịt mũi ngẩng đầu cười nói thôi chúng ta đều là người lớn rồi lề mề như vậy không ra sao chuyện sáng mai sáng mai nói sao trần bình an vỗ vỗ đầu lý hoài bùi tiền hình như hơi sợ bảo bình khoảng thời gian này ngươi có thể bầu bạn bùi tiền nhiều hơn lý hoài lập tức vui vẻ cười nói cục than đen kia không thành vấn đề sợ lý bảo bình có cái gì mất mặt ta cũng sợ ai sợ người đó mới là anh hùng hào hán có thể lấy chuyện mất mặt như vậy nói thành đúng lý hợp tình và hào khí can vân như thế nhắm chừng cũng chỉ có lý hòe có thể làm được sau đó trần bình an lại đi tới thư phòng kia của mao tiểu đông bắt đầu bàn bạc việc luyện hóa vật bản mạng thứ hai mao tiểu đông đã thu được phong thư mật kia của thôi đông sơn đã suy tính càng thêm không sơ hở nào hơn so với đương sự trần bình an về thiên tài địa bảo luyện chế văn đảm màu vàng kia cần ông đã mua bảy tám phần có một số chưa đưa đến thư viện nhưng trước khi vào mùa thu chắc chắn có thể thu thập xong không sót món nào trần bình an nói có thể cần phải trả tiền sao Mao Tiểu Đông không làm màu nữa, nói cứ dựa theo giá thị trường tính tiền, tranh thủ thanh toán trong 20 năm, bởi vì phải luyện chế văn đảm màu vàng cực kỳ đặc thù, là một trong các vật bản mạng ngũ hành. Mao Tiểu Đông trừ cẩn thận đánh giá văn đảm mà Trần Bình An lấy ra thì trong vật phương thốn. Trước đó, thật ra đã tìm hiểu chi tiết quốc sử Thải Y quốc cùng nguyện trí các chỗ địa phương tòa thành hoàng các kia, cuối cùng phán định trầm ôn văn thần thành thần, lấy tinh túy hương khói và hạng nhiên khí, vô cùng có khả năng còn phải thêm con dấu đại thiên sư kia tự mình luyện chế mà thành nhuộm dần ảnh hưởng vào thêm vào lôi pháp cuối cùng thay ngén ra kim thân văn đàm này cực kỳ không tầm thường cho nên mao tiểu đông tính mang theo trần bình an âm thầm đi dạo một chút các chỗ văn miếu kinh thành đại tùy trước nhưng nơi luyện hóa cuối cùng chắc chắn vẫn phải đặt ở thư viện sơn nhai ông có thể tọa trần khí vận hai người không ngừng cân nhắc chi tiết mao tiểu đông càng thêm vui mừng mặc dù đề cập đến thành tựu cao thấp tu hành căn bản cuối cùng trần bình an vẫn không vội tâm cảnh như giếng cổ không dao động khiến mao tiểu đông rất hài lòng rất nhiều lời nói chuyện phiếm nhìn như tùy ý đáp án của trần bình an cùng với những câu hỏi chủ động về một ít nghi vấn khó khăn trên sách, đều khiến Mao Tiểu Đông không có cảm giác kinh diễm, lại có tâm định tri nghĩa, mơ hồ để lộ ra ý chí kiên cường. Vậy đã rất đủ rồi, đặc biệt là khi Trần Bình An nhìn sắc trời, nói muốn đi thăm lâm thủ nhất và vũ lộc tạ tạ một chuyến, chứ không phải một hơi hăng hái thêm tán gỗ cho xong chính sự còn lớn hơn trời, Mao Tiểu Đông cười đồng ý. Sau khi Trần Bình An mang theo nội ái náy rời đi, lão nhân cao lớn luôn cho mọi người ấn tượng cổ hủ cứng ngắc, ngồi một mình ở thư phòng, khó kìm lòng nổi, lão lệ tung hoành lại là ý cười khuây khỏa ở trong mắt mao tiểu đông con mẹ nó mời thôi giảm thiên tư chắc tuyệt cũng kém một mình trần bình an không có lý bảo bình ở bên cạnh bùi tiền lập tức trở nên không gò bó hăng hái đến học xá lý hoè bên kia ngồi không bao lâu không chỉ lý hoè ngay cả lưu quan và mã liêm đều bị chấn nhiếp trợn to mắt nhìn nhau bên hông bùi tiền đã đeo lên đao kiếm đan chéo nhau ngồi ngay ngắn ở trên băng ghế quay mặt vào ba tên ngồi song song nó đang kể cho bọn hắn lịch trình giang hồ của mình bạn đang xem kiếm like tại kênh youtube gì các phim lời dạo đầu đã rất có sức uy hiếp các người hẳn là đã nhìn ra bùi tiền ta đệ tử của sư phụ ta là một người giang hồ rất lãnh khốc thiết huyết sơn trạch tinh quái bị ta đánh chết bị hàng phục vô số kể rồi châu bị nó lấy phong ma kiếm pháp đánh giết con cóc trên đường lên núi bị nó một cước đạp bay lại ví dụ như con chó cỏ bị nó đè đầu con thỏ bị nó bắt đều bị nó tưởng tượng thành những thứ trong tương lai sẽ thành tinh thành quái lưu quan nửa tin nửa ngờ bưng trà đưa nước mã liêm thừa dịp bùi nữ hiệp uống nước vội vàng lấy ra hạt dưa điểm tâm Lý Hoài ông con rối gỗ vẽ màu kia, trên mặt cười già ngu, đáy lòng thật ra cảm thấy nhà đầu đen xì này, nhìn người không thể nhìn tướng mạo nha, so với mình và A Lương còn khoác lác ghê hơn, mình xem như đụng phải đối thủ rồi. Trần Bình An sau khi đi ra khỏi chỗ ở của Mao Tiểu Đông, phát hiện Lý Bảo Bình đứng ở cửa chờ mình, còn đeo cái hòm chúc nhỏ kia, hắn không thấy kỳ quái chút nào. Lần đầu tiên Trần Bình An rời khỏi quê nhà, đi tới thế giới bên ngoài Ly Châu Động Thiên, tất nhiên là Trần Bình An hộ tống Lý Bảo Bình đi đại tùy cầu học nhưng cũng nào không phải tiểu cô nương và tiểu sư thúc cùng nhau hành tàu giang hồ ở đoạn lộ trình sớm nhất kia chỉ có hai người làm bạn với nhau những non xanh nước bước từng đi kia đặc biệt đáng yêu dễ gần trần bình an chưa vội lên đường ngồi xổm xuống cười hỏi bảo bình mấy năm qua ở thư viện có ai bắt nạt ngươi không lý bảo bình dụng tâm nghĩ nghĩ lắc đầu nói tiểu sư thúc không có trần bình an gãi gãi đầu thế mà lại cảm thấy có chút mất mát trong tâm hồ đột nhiên vang lên một ít lời của mao tiểu đông trần bình an vẻ mặt không thay đổi sau khi nghe xong đứng lên nắm tay lý bảo bình hắn bắt đầu ngắm nhìn cảnh đêm kinh thành ở ngoài thư viện từ đông sơn một lớn một nhỏ bắt đầu xuống núi tiểu sư thúc vừa rồi con đã chia sách chép làm năm phần lần lượt đặt ở trong hòm sách nhỏ giao cho năm vị tiên sinh dạy học rồi nhưng những thứ đó chỉ là phạt chép sách trốn tiết một tháng trong học giá của con còn nhiều tiểu sư thúc không cần lo lắng vậy các phu tử có tức giận hay không các phu tử không tức giận quen rồi chỉ là lúc bảo con chuyển sách chạy chậm một chút vậy các phu tử đều rất tốt dạ là rất tốt nhưng chỉ là học vấn đều không bằng tề tiên sinh vì sao tề tiên sinh học vấn lớn nhất tiểu sư thúc con người tốt nhất không có vì sao cả ha có đạo lý trần bình an đi tới tòa biệt viện mà thôi đông sơn độc chiếm kia ở bên cửa bên lý bảo bình hỏi buổi tối có thể để bùi tiền ngủ ở chỗ cô hay không trần bình an nói bùi tiền đồng ý là được lý bảo bình còn hỏi có thể mang đao hẹp tường phù và hồ lô nhỏ màu bạc tặng hoặc là cho bùi tiền mượn hay không để bùi tiền sông pha giang hồ có khí phái hơn chút trần bình an bèn cười nói tạm thời không cần tặng bùi tiền quà quý trọng như vậy mọi hành lý những thứ cần thiết để sau này bùi tiền hành tàu giang hồ hắn kẻ làm sư phụ này đều đã chuẩn bị xong hết huống chi lần đầu tiên hành tàu giang hồ đừng quá nổi trội vật cưỡi là con lửa da lông ngắn đã là rất tốt rồi đào thì đã có thanh đào tương tự tường phủ tên là đỉnh tuyết kiếm thì đã có thanh kiếm si tâm cũng không tính là kém lý bảo bình vẫn còn có chút tức nuối phất tay từ biệt tiểu sư thúc đeo hòm trúc nhỏ chạy vội đi không đợi chân bình ăn gõ cửa tạ tạ đã nhẹ nhàng mở cửa sân ra Trần Bình An cười hỏi, có bất tiện hay không? Tạ tạ lắc đầu, nhường đường. Ấn tượng của cô đối với Trần Bình An, trung quy tốt hơn rất nhiều so với Vu Lộc. Hơn nữa còn là tiên sinh của công tử nhà mình, tạ tạ không dám chậm trễ, bằng không cuối cùng kẻ phải chịu khổ vẫn là năng. Chính đại Quang Minh đánh giá Trần Bình An vài lần, tạ tạ nói, chỉ nghe nói con gái lớn tới 18 tuổi thì thay đổi, sao người cũng thay đổi nhiều như vậy. Trần Bình An bước vào sân rồi, tạ tạ do dự một phen, vẫn là đóng cửa lại, đồng thời còn có chút tượng diễu, Hôm nay mình sở hữu khuôn mặt khó coi này của mình, Trần Bình An cho dù mất hết lý trí, hắn dám ăn mình cũng coi như có bản lãnh. Huống chi Trần Bình An là người thế nào, Tạ Tạ rất rõ, nàng chưa từng cảm thấy hai bên là người trung đường, càng chưa nói tới vừa gặp như đã quen từ lâu sinh lòng ngưỡng mộ, chẳng qua không chán ghét. Chỉ vậy mà thôi, tựa như người đời đối với thư pháp, có người trung tình với lối viết thảo nhẹ nhàng vui vẻ tràn đầy, có người thích lối viết khải quy củ, cũng chỉ là sở thích cá nhân mà thôi, không phân chia cao thấp. So với Vu Lầu không được chào đón đối với trần bình an tạ tạ khách khí khoan dung hơn rất nhiều chủ động chỉ chỉ hành lang trúc xanh ngoài phòng chính rồi nói không cần cười dày là tiên gia lục trúc đặc sản bến đỏ thanh tiêu của đại tùy đông ấm hè mát thích hợp cho tu sĩ ngồi thiền công tử trước khi rời đi bảo ta chuyển lời cho lâm thủ nhất có thể đến bên này tu hành lôi pháp chỉ là ta cảm thấy lâm thủ nhất hẳn là sẽ không nhận lời cho nên mới không nói với hắn kẻo tự mình lại bị mất mặt trần bình an vẫn cởi đôi giày mà bùi tiền lén mua ở trấn hồ nhi rồi cuối cùng tặng cho mình ngồi xếp bằng ở trên sàn trúc xanh quả thực thoải mái lật cổ tay từ trong vật gang tắc lấy ra một bầu rượu tiên nhân giếng nước mua ở bến đỏ phong vĩ hỏi muốn uống hay không rượu ngon phố phường mà thôi cách đó không xa tạ tạ ngồi nghiêng người trên bậc thăng gật gật đầu trần bình an nhẹ nhàng ném bầu rượu qua tạ tạ tiếp nhận bầu rượu mở ra người người cũng không tệ không hổ là thứ lấy ra từ trong vật phương thốn tạ tạ không vừa uống rượu cười hỏi chiếc áo choàng trên người ngươi là pháp bảo phải không vì đang ở trong sân này nên ta mới có thể phát hiện chút linh khí lưu truyền của nó Trần Bình An gật gật đầu áo choàng tên Kim Lễ, là ta ngẫu nhiên đoạt được ở một nơi tên là Khe Giao Long Câu, trên đường đi tới đảo Huyền Sơn. Tạ Tạ quay đầu, nhìn phía cửa sân bên kia, ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm, vậy tính ra người cũng khá may mắn. Trần Bình An ừ một tiếng, tháo hổ lô dưỡng kiếm xuống, uống ngụm rượu, Tạ Tạ cười nói, còn biết uống rượu nữa nhứ, lần này rời nhà đi xa giang hồ coi như không ủng công. Trần Bình An là bộ không nghe thấy, đưa tay sờ sờ sàn trúc, linh khí như dòng nước róc rách, tuy nói còn kém phủ đệ, Động thiên tiên gia hạng nhất, nhưng linh khí ẩn chứa dư thừa hơn nhiều so với những phòng ốc thượng đẳng nơi quán trọ tiên gia trong vương triều thế tục kia. Thiên địa tịch liêu, tạ tạ lầm bầm, tinh tinh điểm điểm đang tứ phương, nhất đạo ngân hà thủy trung ương, tiêu thử phủ, tiên gia mao xá hảo thanh lương, từ ngọn đèn lập loè bốn phương, một dãy ngân hà rơi trong nước, phủ nghỉ mát, nhà tranh tiên gia càng mát hơn trần bình an mỉm cười nói vị văn hào thi tiên nào của lô thị vương triều các cô đã viết những dòng này tạ tạ chậm rãi lắc đầu rất lâu trước kia cũng vào một buổi tối tương tự như hôm nay sư phụ ta thuận miệng đọc lên một đoạn không đầu không đuôi người nói từ là thơ dư nhánh nhỏ mà thôi giống với thư pháp đánh cờ không đáng nhắc tới trần bình an nói ở linh chi trai đảo huyền sơn ta vốn đã chuẩn bị quà cho cả cô và lâm thủ nhất phần quà của cô lúc ấy ta tưởng đó chỉ là một bộ cam lộ giáp rách nát không thể chữa trị rất giá thấp nên mới mua về sau mới biết được là một trong tám bộ tổ tông giáp hoàn của thần nhân thừa lộ giáp còn được một người bạn sửa xong rồi sau khi gặp gỡ thôi đông sơn ở bên thanh loan quốc liên quan việc này Thôi Đông Sơn nói không cần tặng người thứ quý như vậy, gia tình không tốt đến mức đó, nói không chừng còn bị cô hiểu lầm có ý đồ. Ta cảm thấy rất có lý, nghĩ cùng lắm thì cất giữ trước, ngày nào đó chúng ta thành bạn bè thật sự, rồi cho cô sao cũng không muộn, cho nên hôm nay đưa cô thứ này trước, nhận lấy đi. Tạ tạ quay đầu, đưa tay tiếp được một vật phẩm nhỏ làm bằng ngọc mỡ dê tạo hình tinh xảo đẹp đẽ, là con trâu trắng ngậm linh chi kia. Trần Bình An cười nói, là phần thưởng nhỏ lúc ấy đảo huyền sơn linh chi trai tặng ta, đừng chê bai, tạ tạ cười nói, ngươi muốn ám chỉ ta chỉ cần thành bạn bè với trần bình an ngươi thì có thể lấy được một món bình gia trọng khí giá trị liên thành trần bình an cười không nói gì tạ tạ nắm món đồ ngọc ôn nhuận nhãn nhụy kia tự nói ngươi không phải là người như thế trần bình an giơ hồ lô dưỡng kiếm nhịn cười tạ tạ nha tạ tạ vừa là tên nhân vật vừa mang nghĩa cảm ơn tạ tạ liếc trần bình an ui đi chưa được mấy năm thời gian còn học được miệng lưỡi trơn chu. thật sự là kẻ sĩ cách biệt ba ngày phải nhìn với ánh mắt khác xưa trần bình an dắt hồ lô dưỡng kiếm ở bên hông Hai tay thu vào tay áo, cảm khái nói, lần đó Lý Hoè bị người ngoài bắt nạt, cô, Lâm Thủ Nhất và Vu Lộc đều rất trượng nghĩa, sau khi ta nghe nói, thật sự rất vui, cho nên ta nói chuyện món cam lộ giáp tây nhà kia, không phải khoe khoang cái gì với cô, mà là thật sự hy vọng có một ngày, ta có thể trở thành bằng hữu với tạ tạ cô, ta thật ra cũng có tư tâm, cho dù chúng ta không làm được bằng hữu, ta cũng hy vọng cô có thể trở thành bằng hữu tốt với tiểu Bảo Bình, còn có Lý Hoè, về sau có thể ở thư viện chiếu cố bọn họ nhiều hơn, còn có một chút nguyên nhân Trần Bình An không nói ra miệng, mặc kệ trong đó có bao nhiêu vòng vo. Trần Bình An hôm nay trung quy là tiên sinh trên danh nghĩa của Thôi Đông Sơn, rất dễ bị hiểm nghi là không biết quản giáo. Thôi Đông Sơn thu tạ tạ làm tì nữ bên người, nhìn thế nào cũng là đang hại tạ tạ vốn là thiên tài tu đạo ngày xưa này của Lô Thị Vương triều. Chỉ là việc đời phức tạp, rất nhiều sự việc nhìn như mang ý tốt, ngược lại sẽ làm hỏng việc. Một ít vết sẹo của người khác nếu không động vào sẽ tưởng an vô sự, vừa bóc ra, máu tươi đầm đìa. Trần Bình An ngồi ở đáy bậc thang, xỏ dày tạ tạ nhẹ nhàng nói ta sẽ không tiễn nữa trần bình an khoát tay không cần trần bình an đi rồi tạ tạ không biết sao lại che miệng mà cười không biết vì sao luôn cảm thấy người nọ như là mèo con ăn vụng hơn nửa đêm chuồn về nhà tránh cảnh cọp cái trong nhà nổi trận lôi đình đương nhiên đây chỉ là một cách nghĩ rất khó hiểu của tạ tạ lòng của nữ nhân như kim đáy biển chỉ có thể nói tạ tạ bây giờ tâm trạng không tệ tạ tạ nâng tay giơ món đồ trâu trắng ngậm linh chi kia lên cao cao cũng rất dễ thương đó nha trần bình an rời khỏi nơi phong thủy bảo địa số một số hai thư viện này vu lộc một mình ở học xá mới giờ này thôi nhưng trong phòng đã tắt hết đèn trần bình an gõ cửa không do dự vu lộc nhanh chóng giỏ vội giày ra mở cửa cười nói khách ít đến khách ít đến sau đó vu lộc xoay người đi châm đèn trần bình an giúp đóng cửa lại hai người ngồi đối diện trong phòng vu lộc trừ một ít đồ vật học xá chuẩn bị sẵn cho học sinh thư viện ngoài ra có thể nói chống không không có vật nào khác đây là vu lộc như trong lòng không có bất cứ vướng bận gì thân là thái tử điện hạ một đại vương triều sau khi mất nước vẫn không tranh với đời cho dù là đối mặt thôi đông sơn một trong các đầu sỏ gây nên sự việc vẫn không có mối hận khắc cốt như tạ tạ về điểm này vu lộc có phần giống với võ điên chu lệm xuất thân hào việt trần bình an năm đó trên đường đi tới thư viện đại tùy phần nhiều là hắn và vu lộc hai người thay phiên gác đêm một người trước nửa đêm một người sau nửa đêm nếu là người gác trước nửa đêm chưa buồn ngủ sẽ ngồi ở cạnh lửa trại thật ra cũng không có gì để tán gỗ. thường thường sẽ là trần bình an luyện tập đứng cọc kiếm lô hoặc là sáu bước đi cọc nếu như đứng cọc vu lộc sẽ tự mình ngay người cho hết thời gian nếu là đi cọc vu lộc sẽ nhìn một lát vu lộc không uống rượu trần bình an cũng không uống rượu đưa quyển sách thần tiên sơn hải trí cũng mua từ đào huyền sơn kia cho vu lộc vu lộc nói lời cảm tạ nói hắn nghèo rớt mồng tơi không có quà gì có thể tặng lại cũng chỉ có thể tiễn trần bình an đến cửa học xá sau khi trần bình an rời khỏi vu lộc nhẹ nhàng đóng cửa lại tiếp tục ở trong phòng tối đen đưa tay không thấy năm ngón nhắm mắt tản bộ hai nắm tay buông lòng nắm chặt cứ vậy lặp đi lặp lại trong lúc vu lộc luyện quyền tạ tạ cũng ngồi ở hành lang trúc xanh cần cù tu hành khi lâm thủ nhất nhìn thấy trần bình an hắn không kinh ngạc chút nào trên thực tế hắn đã biết trần bình an đến đây rồi chỉ là còn do dự nên chưa chủ động đi tới khách xá để tìm trần bình an trần bình an đưa cho hắn bộ đạo thư lôi pháp thiếu bản của linh chi trai lúc này đã có thêm văn tự chú giải bản đơn lẻ thế gian nếu không phải có mấy chục trang không được trọn vẹn thì nó đã là vô giá rồi lâm thủ nhất không từ chối trần bình an cười nói tạ tạ bảo ta chuyển lời tới ngươi nếu không ngại mời ngươi đi tới chỗ cổ ấy tu hành hàng ngày lâm thủ nhất nghĩ nghĩ gật đầu nói được ban ngày chỉ cần ta có thời gian sẽ đi qua đó trần bình an không ở lâu mông còn chưa ngồi nóng trên băng ghế không đến nửa nén hương đã muốn cáo từ rời đi trước khi mở cửa lâm thủ nhất rõ ràng là đang tu tập một thuật thổ nạp ở trên bồ đoàn lâm thủ nhất đột nhiên cười hỏi trần bình an biết vì sao ta bằng lòng nhận lấy món quà quý trọng như vậy không trần bình an dừng bước xoay người hỏi như thế nào vậy lâm thủ nhất chưa từng giữ ai ở lại học xá phá lệ đi đến cạnh bàn rót hai chén nước trà Trần Bình An bèn xoay người ngồi xuống. Lâm Thủ Nhất đã trở thành một vị công tử ca phong độ phơi phới. Hắn trầm mặc một lát, nói, ta biết sau này chắc chắn mình sẽ đáp lễ nặng hơn. Trần Bình An cười gật đầu, quả nhiên chưa hề thay đổi, kẻ này vẫn giữ tính cách lạnh nhạt như trước. Lâm Thủ Nhất quay đầu nhìn hòm trúc, khóe miệng nhếch lên tiếp đó, ta rất cảm kích ngươi một việc. Ngươi đoán xem, ngươi cũng làm ra động tác như vậy rồi, còn đoán cái gì? Trần Bình An bất đắc dĩ nói, không phải là tặng ngươi một cái hòm trúc sao, tuy là năm đó ta ở Kỳ Đôn Sơn, dùng cây trúc lấy giống từ thanh thần sơn để chế thành nhưng nói thật chắc chắn kém hơn so với quyển đạo thư lôi pháp bây giờ lâm thủ nhất mỉm cười lắc đầu đoán tiếp đi bạn đang xem kiếm like tại kênh youtube di các phim trần bình an nhớ lại lần đó du lịch dò hỏi lần đó ở quán trọ lâm thủ nhất vẫn lắc đầu sang sàng cười to đứng dậy bắt đầu đuổi người vui đùa nói đừng ỉ tới tặng ta quà là có thể quấy giày ta tu hành nha trần bình an không hiểu ra sao rời khỏi học xá đã gặp xong ba người nhưng vẫn chưa đi theo đường cũ quay về Tặng quà xong vẫn còn sớm hơn nửa canh giờ so với dự định, Trần Bình An mới đi vòng ra xa một chút, đi tới một nơi yên tĩnh trong thư viện sơn nhai, vừa vặn đi ngang qua khách xá, kết quả Trần Bình An nhìn thấy Lý Hoè một mình lén lút chạy tới, gặp được Trần Bình An, bước chân Lý Hoè nhanh hơn, vội vã nói: "Trần Bình An, ta đến là vì muốn hỏi huynh một vấn đề, nếu không ta sẽ ngủ không yên." Trần Bình An cười nói: "Về bùi tiền hả? Ngươi hỏi đi." Lý Hoè nhỏ giọng hỏi, ngay từ đầu ta cảm thấy là bùi tiền đang khoác lác, nhưng ta càng nghe càng thấy bùi tiền khó lường. Trần Bình An, huynh moi tim móc ruột nói thật với ta đi, Bùi Tiền thật sự là một nàng công chúa điện hạ lưu lạc dân gian à? Trần Bình An hoàn toàn có thể tưởng tượng Bùi Tiền khi đang nói dối, bộ dáng nó đanh mặt, trong lòng trộm vui, nói không chừng còn muốn cười ba người bọn Lý Hoè đến chuyện này cũng tin, ngốc hay không chứ? Đừng nói là Lý Hoè, lúc trước ở trấn Hồ Nhi nơi biên thủy đại tuyền, ngay cả ba bộ khoái kinh nghiệm già dơ trên trấn, cũng có thể bị lời nói hưu nói vượn của Bùi Tiền hù dọa, Lý Hoè lưu quan mã liêm bài con nít, không chúng chiêu mới là lạ. Chỉ là chuyện trêu đùa ngây thơ giữa những đứa nhỏ này, Trần Bình An không định nói toạc ra, không vạch Trần Bùi Tiền chém gió trước mặt Lý Hoè. Trần Bình An vỗ vỗ bả vai Lý Hoè ngươi tự mình đoán đi. Lý Hoè gật mạnh đầu, giật mình nói, vậy ta hiểu rồi. Trần Bình An cười hỏi, ngươi hiểu cái gì? Lý Hoè khoanh hai tay trước ngực, một tay sờ cầm khó trách cục than đen nho nhỏ này, nhìn thấy rối gỗ tô màu của ta thì tỏ ra rất chán ghét. Không được, ta sáng mai phải đấu cổ cải với cô ta một lần mới được, cao thủ so chiêu, thắng ở khí thế đến lúc đó xem là ai nhiều bảo bối hơn. Công chúa Điện Hạ thì sao nào, lúc này đây chẳng phải chỉ là đứa con nít đen như than, có gì ghê gớm, Trực trực, tuổi còn nhỏ, đã đeo đao chúc kiếm trúc, hù dọa ai chứ. Đúng rồi, Trần Bình An, công chúa Điện Hạ thích ăn gì, Trần Bình An đưa tay đè lại đầu Lý Hòe, nhẹ nhàng xoay về hướng học xá của nó mau về ngủ đi. Lý Hòe đã hỏi xong vấn đề, cũng hài lòng rồi, bèn xoay người chạy về học xá của mình, không lâu sau, xa xa truyền đến một tiếng quát, không cần nghĩ cũng biết. Chắc chắn là Lý Hoè bị phu tử tuần tra ban đêm bắt gặp, Trần Bình An vừa muốn đi giải vây cho Lý Hoè, rất nhanh liền nhìn thấy Lý Hoè nghênh ngang đi tới, còn dẫn theo Chu Liễm đi bên cạnh thì ra là Chu Liễm đã tìm cớ, nói là bà con xa thân thích của Lý Hoè, đêm hôm không biết đường, muốn nhờ Lý Hoè giúp quay về khách giá. Lý Hoè giơ ngón tay cái, nói với Trần Bình An, vị Chu đại ca này thật sự là trọng nghĩa. Trần Bình An, Huỳnh có quản gia như vậy, thật sự là có phúc. Sau đó Lý Hoè quay đầu cười nhìn về phía lão nhân lương còng Chu đại ca về sau nếu trần bình an đối đãi với huynh không tốt cứ tới tìm lý hoài ta ta giúp huynh lấy lại công bằng chu liễm nhìn trái nhìn phải tiểu tử tên là lý hoài này khỏe mạnh kháo khỉnh bộ dạng quả thật không giấu người đọc sách trịnh đại phong lý nhị lý bảo trâm lý bảo bình khó mà đụng tới tồn tại không quái thai xuất thân từ ly châu động thiên chu liễm cảm thấy mình cần quý trọng cho nên lập tức cảm thấy thằng nhóc lý hoài này dễ ưa hơn rất nhiều cho nên mặt mũi càng có vẻ hiền lành hơn đợi thêm một lát Lý Hoài này nhìn sao mà có chút giống vị thập cảnh võ phu từng đăng môn bái phòng lão Long Thành, Lý Nhị, Lý Hoài, đều họ Lý, hẳn sẽ không là người một nhà chứ. Chỉ có mình thân là võ phu thuần túy mới có thể hiểu rõ nhất sự khủng bố của một vị đại tông sư chỉ cảnh. Chu Liễm tự phụ về thiên phú võ học của mình đến mấy cũng chỉ dám nói nếu mình sinh trưởng ở hạo nhiên thiên hạ, dưới điều kiện tiên quyết thiên tư không thay đổi, sinh thời kiếm được cửu cảnh sơn niên cảnh không khó, thập cảnh thì không dám trông chờ. Chu Liễm quay đầu, ánh mắt tràn ngập dò hỏi, nhìn về phía Trần Bình An trần bình an cười gật đầu chu liễm tức gần chết một cước nhẹ nhàng đá vào trên mông lý hoài hơn nửa đêm còn đi chơi lung tung như cô hồn dã quỷ mau cút đi lý hoài bị dọa nhảy dựng sau khi chạy ra xa xa chỉ vào chu liễm nói giúp ta một lần đạp ta một cước người ta hết ân oán ngày mai nếu lại đường hẹp gặp nhau ở thư viện ai chạy trước người đó chính là ra ra, chu liễm làm động tác giơ chân lý hoài nhanh chóng biến mất không dấu vết ở bên học giá của lý bảo bình lý bảo bình và bùi tiền ngồi cùng bàn chép sách ngồi đối mặt nhau một người hạ bút như bay, một người như rùa bò. Lý Bảo Bình chép xong mỗi một tờ giấy, phải hô hai chữ cút đi, sau đó gác bút lông, xoay cổ tay, tới bên Bùi Tiền xem xét. Bùi Tiền yên lặng không nói gì, đầu đầy mồ hôi. Đại tùy, trong châu thành Lưu Châu tiếp giáp kinh thành, phủ đệ thái gia vừa mới chuyển đến không bao lâu, có một vị khách quý bối phận cực cao tới, chính là Thôi Đông Sơn ở thư viện Sơn Nhai, bằng vào pháp bảo nhiều vô cùng trong một vật gang tấc, thắng được cho bản thân một cái danh hiệu lão tổ tông thái gia hào phóng. Đêm hôm khuya khoát, thiếu niên áo trắng dùng sức đập cửa phủ thái ra vang rung trời lớn tiếng hét lên tiểu thái nhi tiểu thái nhi mau tới mở cửa thiếu niên tuấn mỹ mi tâm có một nốt ruồi đỏ phía sau còn dẫn theo vị hán tử thấp bé nhanh nhẹn bên cạnh hán tử còn có con trâu vị lão thần tiên thái gia cung phụng đại tùy kia từng đóng quân ở phụ cận thư viện sơn nhai sắc mặt xanh mét đi ra khỏi mặt thất ở trong sân lướt đi đáp ở trên đường ngoài cửa lớn nhà mình họ thôi ngươi tới làm gì năm đó ở trên không tòa bị dân chúng kinh thành đại tùy quen gọi là tiểu đông sơn kia Thôi Đông Sơn cùng Thái Kinh Thần từng có một hồi thần tiên giao thủ rung động đến tâm can. Thôi Đông Sơn một trận chiến thành danh, giống như bày là một bữa tiệc pháo hoa miễn phí cho dân chúng kinh thành. Không biết đêm hôm đó đã có bao nhiêu người dân kinh thành ngẩng đầu nhìn về phía thư viện Đông Hoa Sơn, xem mà quên cả trời đất. Bởi vì Thái gia có một vị lão tổ tông nguyên anh địa tiên đảm đương vai trò định hải thần châm ở kinh thành vốn có uy phong bát diện, kết quả rất nhanh thôi đã phải chuyển ra khỏi kinh thành chỉ để lại một con em trong gia tộc ở kinh thành làm quan canh giữ một tòa nhà lớn có quy cách không thua gì vương hầu Thôi Đông Sơn cười ha ha nói, kinh thần à, sao khách khí quá vậy, còn tự mình ra tận đây nghênh đón, đi đi đi, mau vào nhà chúng ta ngồi một chút, giờ vào thành cũng hơn muộn rồi, lại còn có lệnh cấm đêm nữa, ta đói quá, ngươi mau sai người làm bữa ăn khuya, ông cháu chúng ta nói chuyện phiếm, Thái Kinh Thần đen mặt nói, nơi này không chào đón ngươi, Thôi Đông Sơn đột nhiên đưa tay chỉ về phía Thái Kinh Thần, nhảy cẫng lên mắng, đồ cháu nhà rùa không nhận tổ tông, ta nể mặt mà người không cần đúng không, đến đây đến đây, chúng ta đánh một trận nữa lần này ngươi nếu chống chọi được hết 50 món pháp bảo của ta, đến lượt ta gọi ngươi tổ tông, nếu không chống chọi nổi, sáng mai ban ngày ban mặt ngươi bắt đầu cưỡi ngựa dạo phố, gọi mình là cháu nội ngoan của thôi Đông Sơn ta một ngàn lần. Thái Kinh Thần nghiến răng nghiến lợi nói, kẻ sĩ có thể giết chứ không thể bị nhục, hoặc là đêm nay người đánh chết ta, nếu không đừng hòng đặt chân vào thái gia ta nửa bước. Thôi Đông Sơn trượt lóe rồi biến mất, dùng thuật pháp thần thông xúc địa thành thốn, nhìn như rất đỗi bình thường, thực ra khác hẳn với các mạch đạo gia tầm thường, thôi đông sơn lại chợt lóe mà trở về lại tại chỗ nói gì ngươi muốn tự mình cắt cổ tự sát hay không ngươi là đứa cháu không hiếu thuận ta thân làm tổ tông lại không thể không nhận ngươi cho nên ta có thể cho ngươi mượn vài món pháp bảo sắc bén đỡ cho ngươi nói không có binh khí để tự sát cho nhanh tên kia nói liên miên cằn nhằn không chịu để yên lão nhân ngoại hình khôi ngô tức giận đến mức đan điền khí cơ cả người lật sông nghiêng biển trầm ngòi thổi gió khí thế tăng vọt thôi đông sơn đột nhiên thu lại bớt ý cười nhào mắt âm trầm nói tiểu vương bát đàn có phải ngươi cảm thấy trận chiến đông hoa sơn kia là lão tổ tông chiếm thiên thời địa lợi của thư viện cho nên ngươi thua tương đối oan uổng đúng không tâm hồ thái kinh thần kích động không thôi ngay trong lúc sinh tử đại chiến chuẩn bị bùng nổ hắn kinh hãi phát hiện trong đôi mắt kia của thôi đông sơn còn ngươi thế mà lại dựng đứng hơn nữa tản mát ra một loại hào quang màu vàng chói mát thái kinh thần như bị một con dao long viễn cổ có thể gây sóng gió nhìn chằm chặp như mũi nhọn ấn vào lưng thái kinh thần nhanh chóng thu lại khí thế vươn một tay ra trầm giọng nói mời lão nhân các cổng trốn ở trong khe cửa bên kia quan sát tình hình ban đầu còn thấy hơi buồn ngủ rồi sau đó là tay chân lạnh toát tới lúc này đã như cha chết mẹ chết run rẩy mở cửa thôi đông sơn nghênh ngang đi đầu vượt qua bậc cửa thái kinh thần theo sát sau đó ngụy tiện và con trâu kia cũng trước sau đi vào phủ đệ thái gia người gác cổng sau khi đóng cửa lại trong lòng ca thán không thôi thật không dễ gì tránh thoát ôn thần này lão tổ tông ở châu thành bên này hung hăng lộ một chiêu giúp đỡ thứ sử đại nhân dẹp yên một con hà yêu giả hoặc quấy phá mới có thể lần nữa dương cao uy nghiêm thái ra tại địa phương, nhưng lúc này đây chỉ mới được vài ngày thanh tịnh an ổn, lại tới nữa, thật sự là kẻ thiện không đến kẻ đến không thiện, chỉ hy vọng kế tiếp sẽ là hòa khí phát tài, chớ có thêm giày vào gì nữa. Thôi Đông Sơn lẩm bẩm đòi một phần ăn khuya, phải thể hiện được thành ý, Thái Kinh Thần nín nhịn, võ phu thuần túy họ Ngụy kia đòi hỏi một vò rượu ngon đắt nhất châu thành, nhịn, ngay cả con trâu yêu vật long môn cảnh nho nhỏ kia, cũng phải ở đến một tòa nhà sân vườn riêng biệt của Thái gia, Thái Kinh Thần không thể nhịn, cũng phải nhịn. Thái Kinh Thần đưa tay đuổi hai tỷ nữ trong phủ trong mắt tràn ngập sự tò mò, không có người ngoài ở đây nữa mới mở miệng hỏi, người rốt cuộc muốn làm cái gì, dứt khoát chút đi. Thôi Đông Sơn dẫm một chân ở trên ghế, một tay cầm bầu rượu, một tay hạ đũa như bay, món ngon và rượu ngon cả hai đều không thể bị chậm trễ, ăn như hùm như sói. Hàm hồ nói, người ở kinh thành đại tùy tốt xấu cũng là địa đầu xà hơn trăm năm, nói ta xem, hôm nay những kẻ nào đã ở sau màn mưu tính vụ án ám sát ngu xuẩn kia, phiêu kỵ tướng quân đường Trang Sơn, binh bộ hữu thị lang đào thứ long ngư tướng quân miêu nhận mấy người này không cần ngươi nói ta cũng biết nhưng mà ngươi ta trong lòng biết rõ những kẻ này chưa phải là đại lão phía sau màn thật sự mưu tính việc này trong số đại tùy triều đình và những người trên núi các ngươi ngươi biết mấy tên thì nói mấy tên nói xem mí mắt thái kinh thần khẽ run thôi đông sơn ném đi một miếng chân vịt nấu tương công thức bí mật cực kỳ ngon lành liếm liếm ngón tay liếc thái kinh thần mỉm cười nói ta cho phép ngươi nói mỗi một người phía sau màn dính tới việc này và nói một kẻ hoàn toàn không chút liên quan tới việc này có thể là đối thủ một mất một còn trên núi kết thù kết oán đã lâu cũng có thể là dòng họ cao thị tùy tùy tiện tiện bị ngươi nhìn không vừa mắt mà thôi thôi đông sơn nợ no trước khi ta ăn xong bữa ăn khuya này mọi lời nói đều hữu hiệu sau khi ăn xong thái gia các ngươi sẽ không có cơ hội này nữa có thể ngươi còn không rõ lắm người con cháu cao thị ngươi để lại kinh thành kia ừm chính là hà sống đọc sách của thái gia làm việc ở quốc tử giám cũng là một trong những tên lính trước ngựa người đọc sách mà không muốn trơ mắt nhìn đại tùy trầm luân cúi đầu trước mọi dội đại ly có thể thấu hiểu được cao thị nuôi kẻ sĩ mấy trăm năm không tiếc lấy cái chết đền đáp quốc gia ta càng thêm ưa thích chỉ có điều thấu hiểu và ưa thích không thể lấy ra làm cơm ăn cho nên thái kinh thần ngươi liệu mà làm thôi đông sơn bắt đầu tiếp tục tặng thức ăn vào miệng thái kinh thần trầm giọng hỏi ta muốn nói trước một sự kiện thái phong thật sự đúc sâu vào trong đó hay sao thôi đông sơn cười khẩy nói thái phong đó khi khái văn nhân và trí hướng rộng lớn ra sao cần ta phải nói lời thừa thực sự xem lão tử là lão tổ tông của thái giang ngươi thái kinh thần vẻ mặt khổ sở đừng nhìn hắn là một vị nguyên anh địa tiên đủ có thể ngạo nghễ nhìn vương hầu là tiên gia đại cung phụng có thể đếm được trên đầu ngón tay của đại tùy nhưng che chở gia tộc là việc thường tình con người là bổn phận của tổ tông tổ tiên đã mất chỉ có thể dựa vào âm đức huyền diệu khó giải thích thái kinh thần người tu hành có đạo này đương nhiên sẽ nắm bắt tốt hỏa hậu vừa không trở ngại bản thân tu hành vừa muốn dốc sức nâng đỡ những hạt sống tốt có cơ hội hồi đáp trở lại gia tộc về phần hậu duệ của những con cháu này hoặc là đi con đường làm quan văn võ hoặc là đi lên đường tu hành mang đến vinh dự cho gia đình, làm dạng dỡ tổ tông, càng là chức trách cần làm. Trong hơn trăm năm qua, Thái gia cũng chỉ xuất hiện một vị luyện khí sĩ không cao không thấp, mặc dù không thiếu những lần Thái Kinh Thần chỉ điểm bến mê, cùng với cả đống tiền thần tiên, hôm nay vẫn dừng lại ở động phủ cành. hơn nữa tiền đồ có hạn, cho nên Thái Kinh Thần vẫn gửi gắm hy vọng nhiều hơn vào bảng nhãn lang Thái Phong kia, thậm chí Thái Phong thăng tiến trong quan trường suốt năm 60 năm, sau khi chết được hoàng đế ban cho tên Thụy để ca ngợi văn chương tiếp đó ông thần hiền linh ở nơi nào đó dựa theo triều đình đại tùy thuận thế sắc phong làm thành hoàng thần chỉ quận huyện nào đó cộng thêm đại khái có hơn trăm năm thời gian gầy dựng từng bước một tháng trước trở thành thành hoàng của châu này những việc này thái kinh thần đều đã chuẩn bị thỏa đáng chỉ cần thái phong làm từng bước thì có thể đi đến địa vị cao thành hoàng gia thần chỉ của một châu một vị nguyên anh địa tiên làm được như vậy cũng coi như dốc hết sức rồi sau đó nữa cũng chỉ có thể dựa vào bản thân thái phong đi tranh thủ thêm nhiều cơ duyên đại đạo hơn mà thôi bạn đang xem kiếm like tại kênh youtube di các phim phong thủy luôn lưu truyền 30 năm hà đông 30 năm hà tây phàm phu tục tử rất khó nắm chắc có thể một lần bỏ lỡ chính là cả đời không có cơ hội nữa nhưng luyện khí sĩ lại khác chỉ cần sống được đủ lâu phong thủy trung quy có thể có một ngày chảy vào nhà mình đến lúc đó sẽ có thể dùng bí pháp tiên gia tận lực giữ lại ở nhà mình không ngừng tích lũy như người thế tục tích góp vàng bạc sẽ có một rồi lại một người tí hon hương khói được sinh ra thái kinh thần như thế nào cũng không ngờ thái phong này không cần tiền đồ tốt đầu óc như bị não uống thủy muốn giấu mình và toàn bộ gia tộc để xen vào một âm mưu như vậy thôi đông sơn nhẹ nhàng buông đũa thôi đông sơn tùy tay buông đôi đũa xuống cúi đầu đặt hai chiếc đũa ngay ngắn ngẩng đầu cười nói xem ra người khẳng định ta sẽ không đến nơi này đại khai sát giới thôi đông sơn vỗ tay cười chậm rãi đứng dậy ngươi thành công rồi quả thật ta sẽ không tùy theo ý thích mà lạm sát một trận dù sao ta còn muốn quay về thư viện sơn nhai mà thôi con cháu tự có phúc của con cháu kẻ làm lão tổ tông như ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi đến đây thôi thái kinh thần lại đưa tay ra hiệu thôi đông sơn ngồi trở lại vị trí hỏi làm sao ngươi chứng minh được lời nói của ngươi có tác dụng ở triều giã đại tùy có tác dụng ở triều đình đại ly cũng có tác dụng thôi đông sơn dựa lưng vào ghế dựa đưa tay cầm lấy búi tóc mình nghịch nghịch nhẹ nhàng xoay xoay không tiện chứng minh thái kinh thần chỉ đành lui một bước do so dự một lát trầm giọng nói vậy tại sao ngươi lại rút thái phong đi hơn nữa còn phải làm theo cách không để lại hậu hoạn không ảnh hưởng đến con đường làm quan về sau của nó ta phải nhắc nhở một điểm không thể để thái phong lâm trận phản chiến bán bạn cầu vinh điều này sẽ trở ngại con đường thái phong sau khi chết được phong chính làm thần chỉ tương lai thái phong trăm năm ngàn năm đều phải tương quan với quốc tộ văn vận và phong thủy đại tùy làm chuyện ghê tởm bực này lúc còn sống không khó được tôn vinh sau khi chết lại bị hương khói đại tùy bài xích thôi đông sơn mỉm cười nói sơn nhân tự có rượu kế yên tâm ta cam đoan thái phong lúc còn sống làm quan tới lục bộ thượng thư ngoại trừ lễ bộ vị trí này quá quan trọng lão tử không phải hoàng đế đại ly về phần sau khi chết trong trăm năm được làm lão gia thành hoàng cát của một châu lớn, ngoại trừ nơi phát hương của cao thị qua dương, như thế nào? Thái kinh thần thử hỏi, vậy lựa chọn và danh dự của thái gia ta. Thôi Đông Sơn cười nói, đến lúc đó ta để ngươi và thái gia phối hợp bày ra khổ nhục kế, ai cũng phải giơ ngón tay cái khi nói về thái kinh thần ngươi. Sách sử sau này chắc chắn đều là nói ngọt, thái kinh thần muốn nói lại thôi. Thôi Đông Sơn cười nhạo nói, giữa ngươi với ta, ký kết sơn thủy minh ước của đám địa tiên. Thái kinh thần, ta khuyên ngươi đừng làm nhiều thừa thái kinh thần nhớ tới đôi con người màu vàng dựng đứng kia trong lòng sợ hãi tuy mình và thái gia mặc cho người ta xâm lược trong lòng nghẹn khuất nhưng so với hậu quả không thể thừa nhận kia bởi vì một mình thái phong mặc kéo toàn bộ gia tộc vào vực sâu vạn trượng thậm chí sẽ liên lụy hán vị lão tổ tông này tu hành trước sổ muộn của lúc này cũng không phải là khó có thể chịu được đã trở thành minh hữu tạm thời thái kinh thần liền muốn biểu đạt một chút thành ý năm đó ở thư viện thu tiên sinh bị người ta lấy kim tuyến ám sát dùng thế tử phù vừa chết thay tránh được một kiếp Thôi tiên sinh chẳng lẽ không muốn biết kẻ làm chủ phía sau màn, hay là nói người cảm thấy thật ra là một đám người? Thôi Đông Sơn lướt Thái Kinh Thần, Thái Kinh Thần bị nhìn tới mức cả người mất tự nhiên, không rõ mình nói sai nơi nào. Thôi Đông Sơn đứng lên, từ trên bàn sách bổ rượu cất trong hầm lâu năm chưa mở nút năm đó ta ở thư viện buồn tới mức đi đỉnh núi thả câu, thật không dễ gì mới chờ được chuyện thú vị như vậy. Ngươi xem ta sau đó đã làm như thế nào? Đợi thật lâu, không thấy bọn họ tiếp tục đánh lén ám sát, ta chỉ coi như mình chủ động chạy tới bến thanh tiêu thò cổ ra, kết quả thế nào? vậy mà không ai dám ra tay ta chỉ đành chuyển mấy chuyến xe ngựa trúc xanh đến thanh tiêu về thư viện lát sàn đáng giá bao nhiêu ta cho bấy nhiêu tiền tiểu thử dựa vào đâu cảm kích bọn họ giải buồn cho ta ta vì ứng đối trận ám sát thứ hai mưu tính nhiều sự chuẩn bị như vậy tuy chưa có cơ hội thi triển nhưng quá trình động não đó vẫn rất có thể giết thời gian nhàm chán thôi đông sơn đi vòng qua bàn vỗ vỗ bả vai thái kinh thần tiểu thái à người vẫn quá trẻ tuổi không biết tính tình của ta về sau ở chung lâu rồi người sẽ phát hiện mình đã nhận được vị tổ tông tốt có rảnh thì đi phần mộ tổ tiên nhà ngươi nhìn xem khẳng định bốc khói nghi ngút sắp tới nếu có tổ tiên thái gia báo mộng cho ngươi nước mũi nước mắt mang ơn đối với ta ngươi cứ nói cho bọn họ không cần cảm tạ ta thích làm vui người khác vẫn luôn là gốc rễ học vấn của con người ta thái kinh thần cao mày ngoảnh mặt làm ngơ con yêu vật trâu dòng giống địa ngưu kia đã sớm đi chuồng châu nghỉ ngơi ngụy tiện lại ngồi mãi ở bàn rượu chỗ thôi đông sơn và thái kinh thần không nói một lời chỉ uống rượu ngụy tiện theo thôi đông sơn cùng đi tới chỗ ở hai người sau khi vào ngồi thôi đông sơn lấy thanh vi kiếm màu vàng kia vẽ ra một tòa lôi trì ngăn cách không để thái kinh thần dò xét thôi đông sơn đá dày ngồi xếp bằng ở trên ghế cười hỏi ngươi giúp ta dùng một hai câu định luận đi ngụy tiện chậm rãi nói chim bay cao chết bởi mỹ thực cá suối sâu chết bởi mồi thơm ở trong mắt ngụy tiện sự lưỡng lự của đám người như thái kinh thần không đáng nhắc tới dưới đại thế dòng lũ cuồn cuộn mặc dù là một vị nguyên anh điện tiên vẫn là châu chấu đá xe trước khi vào châu thành Thôi Đông Sơn cho Ngụy Tiện xem rất nhiều tin tức tình báo về Đại Tùy, chuyện Thái Phong ở kinh thành mưu đồ bí mật, so với bí mật mà bản thân Cao Thị lão cùng phụng Thái Kinh thần che giấu, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Đại Tùy Cao Thị năm đó có thể liên thủ với Vương triều Lô Thị, áp chế Đại Ly có được quốc dư thôi sàm và thư viện sơn nhai quật khởi, kéo dài mấy chục năm. Nhưng không chỉ đơn giản là vì Đại Tùy Cao Thị Hoàng đế nhìn xa trông rộng mà thôi. Đại Ly lúc trước có một chi mặc gia và cao nhân âm dương gia lục thì hỗ trợ chế tạo tòa Bạch Ngọc Kinh phòng chế kia. Đại Tùy cùng Lô Thị, năm đó cũng có bóng dáng đại tu sĩ chư tử bách gia tránh ở phía sau màn hoa tay mối chân thái kinh thần chính là một quân cờ trôn tương đối sâu đồng thời khá quan trọng đừng nhìn đêm nay thái kinh thần biểu hiện sợ hãi rụt rè thế cục nắm giữ toàn bộ ở trong tay thôi đông sơn trên thực tế thái kinh thần ngay cả lúc trước tức giận trào từ giã rời cả nhà khỏi kinh thành nhìn như là không chịu nổi sự nhục nhã kia hẳn đều là cao nhân bài mưu đặt kế hôm nay đại tùy và đại ly kết liên minh phẩm cấp cao nhất một phe lấy chỗ thư viện sơn nhai đông hoa sơn vương khí long mạch tụ tập một phe lấy phi vân sơn bắc nhà vương triều mới nhất làm chỗ sơn minh tế thiên cáo địa nhìn như là tất cả đều vui đại tùy không cần cứng đối cứng với thiết kỵ đại ly thắng được hơn trăm năm thời cơ tốt nghỉ ngơi lấy lại sức chẳng qua là cắt nhường ra hoàng đình quốc những bờ rậu phụ thuộc này mà đại ly thì có thể bảo tồn thực lực toàn lực nam hạ thế như trẻ tre giết đến biên cảnh vương triều chu huỳnh nhưng sau lưng sự tường an vô sự đại ly tống thị và đại tùy cao thị tự nhiên đều có tâm tư đặc biệt là sau khi hoàng đế đại ly tống chính thuần chết mặc dù đầu mối đại ly dự bí mật không nói nhưng tin chắc bên đại tùy nói không chừng đã có sự phát hiện cho nên mới dục dịch hôm nay thiết kỵ đại ly tuy thế như trẻ tre bao quát nửa giang sơn bảo bình châu chỉ là cũng không ổn định một khi đại ly và đại tùy đồng thời nội bộ mâu thuẫn lại thêm thư viện quan hồ đột nhiên phát lực về hướng vương triều chu huỳnh ván cờ nhìn như tình thế tốt này của đại ly sẽ nháy mắt bị đồ đại long đến lúc đó toàn bộ bản đồ phương bắc bị thiết kỵ đại ly dẫm đạp nghiền áp ở trong mắt đại lão phía sau màn ra tay đánh sao mà đắc thắng khắp nơi đều là những miếng thịt béo có thể danh chính ngôn thuận cho vào trong miệng thuật ngữ cờ vây ám chỉ việc ăn cả một mảng lớn quân những gì thôi đông sơn làm và những lời bình thản luận định của ngụy tiện cũng không có mục đích gì bởi mỗi thời mỗi khác là thu hút là chấn sát hay làm mồi còn phải xem thái kinh thần ứng đối như thế nào ngụy tiện không dám nói thôi đông sơn nhất định có thể thắng được các nhân vật đỉnh núi phía sau màn kia nhưng một đã thái kinh thần khẳng định không nói chơi chỉ có thể bị thôi đông sơn đùa bỡn trong lòng bàn tay cho nên ngụy tiện mới nói chim cá tham mùi ngon mà chết thôi đông sơn lắc đầu thôi đông sơn giơ hai ngón tay ra khép lại ở không trung viết 16 chữ tương tự hổ dù có thu thế cũng sẽ cắn người bèo câu người lại cũng sẽ tấn công ngụy tiện nhíu mày nói đại tùy thật muốn xé bỏ minh ước được ăn cả ngã về không chẳng lẽ là muốn thay thế đại ly thôi đông sơn cười ha ha chỉ chỉ mình ngụy tiện ngẩn người chắp tay ôm quyền quốc sư mưu tính sâu xa không phải người thường có thể bằng Thôi Đông Sơn có chút thầm oán về sau xưng hô thôi tiên sinh là được rồi, cơ nào cũng quốc sư quốc sư, khiến cảm thấy người vị khai quốc hoàng đế Nam Uyển quốc này đang chiếm tiện nghi ta. Ngụy Tiện cảm thán, Nam Uyển nho nhỏ, chỉ bằng đất mấy châu của Đại Ly, lúc trước cũng từng có chiếc tiên nhân lưu lại đôi câu vài lời, cho nên ta mới lệnh phương sĩ Nam Uyển quốc vào núi tìm ẩn, rời bến phóng tiên, nhưng không thật sự tới hạo nhiên thiên hạ một chuyến, vẫn không thể tưởng tượng nổi thiên địa to lớn thực thụ. Thôi Đông Sơn cười nói, trung thổ thần châu có vị người đọc sách rất lợi hại, từng có lời khen giọt nước trong biển lớn và lục địa như hạt cải về sau có cơ hội ta dẫn ngươi đi gặp hắn đến lúc đó ngươi lại cảm khái ếch ngồi đáy giếng sẽ rất thích hợp thôi đông sơn hai tay tựa vào tay vịn ghế lay động ghế dựa theo đó bắt đầu đi lại thôi đông sơn ở bên kia như là cưỡi ngựa nhấp nhô nhìn cực kỳ buồn cười chỉ là đoạn thời gian qua ngụy tiện sớm chiều ở chung với thôi đông sơn đã sớm tập mãi thành thói quen về phần chuyện này ngụy tiện và vu lộc kích ứng sớm hơn xa xa so với tạ tạ đây đại khái chính là tâm tính đế phương hoàng tử thôi đông sơn chậm rãi nói ta từng nói đáp án với ngươi dù sao người phía sau màn đại tùy và đại ly đều đang so đấu sự chuẩn bị loại binh sĩ như thái phong sống chết ra sao cùng với bọn thái kinh thần đầu quân hay không đều không gây ra nổi sóng gió gì như vậy sở dĩ ta nán lại châu thành không đi thư viện kinh thành thật ra không có phức tạp như ngươi nghĩ tiên sinh nhà ta thương nhất tiểu bảo bình mau tiểu đông là không giữ được mồm nhất định sẽ nói cho hắn trận mưu đồ bí mật không vẻ vang gì này của đại tùy lúc này ta lao đầu vào khẳng định sẽ bị giận chó đánh mèo mắng ta không làm việc đàng hoàng. Nếu ta nói với tiên sinh xã tác đại nghiệp, lại càng không được lòng, nói không chừng ngay cả mối quan hệ học sinh tiên sinh cũng không giữ được nữa. Nhưng vẫn phải làm những chuyện đó, ta trung quy không thể nói tiên sinh người yên tâm, bảo bình lý hoài bọn nhỏ này chắc chắn không có việc gì. Học vấn hôm nay của tiên sinh đang càng ngày càng hoàn chỉnh hơn, từ trình tự ước nguyện ban đầu đến mục đích cuối cùng tốt xấu, cùng với lựa chọn con đường trong đó, đều có hình thái đại khái rồi. Bộ từ ngữ dành cho con buôn tương đối máu lạnh kia của ta, nếu đem ra ứng phó thì quá tốn sức cho nên còn không bằng ta trốn ở bên này, lấy công trục tội, lấy ra thành quả thật sự, hỗ trợ cắt đứt một số liên hệ, lại đến thư viện chịu phạt, cùng lắm thì chịu một trận đòn, vẫn tốt hơn để tiên sinh có khúc mắc, vậy ta sẽ xong đời. Một khi bị hắn nhận định giáp tâm bất lương, thần tiên khó cứu, dù lão tú tài ra mặt cầu tình, cũng chưa chắc hữu dụng, ngụy tiện cân nhắc một lát, đang muốn nói chuyện, thôi đông sơn đã cả người lẫn ghế chuyển đến cửa sổ bên kia, đưa lưng về phía ngụy tiện khoát tay ngụy tiện ngươi tạm thời chưa có tư cách bình luận dây dưa giữa ta và tiên sinh cho nên nhìn nhiều nói ít thôi đông sơn lẩm bẩm ngô diên quận thủ long tuyển quận ngụy lễ hoàng đình quốc liễu thanh phong đại đô đốc vì lượng thanh loan quốc còn có ngụy tiện ngươi đều là hạt giống tốt ta chúng ta nhìn chúng trong đó lại lấy ngươi cùng vi lượng khởi điểm cao nhất nhưng tương lai thành như thế nào vẫn phải dựa vào bản lãnh của chính các ngươi vi lượng thì không nói hắn cô vân dã hạc không coi là quân cờ về mặt ý nghĩa thật sự thuộc loại đại đạo bù trừ cho nhau nhưng ngô diên và liễu thanh phong là do hắn tỉ mỉ bồi dưỡng mà ngươi vào ngụy lễ là do ta lựa chọn về sau bốn người các người là phải đánh lôi đài cho chúng ta nói có chút mủ mịt ngụy tiện yên lặng ghi tạc trong lòng thôi đông sơn đột nhiên vỗ tay vịn một phát thạch nhu thứ ngu xuẩn kia nhắm chừng đến bây giờ cũng không biết câu nói ghi trên tờ giấy trong túi gấm chính là lời tâm huyết của ta tình chân ý thiết từng chữ huyết lệ là kinh nghiệm quý giá nhất của một người từng trải lần sau gặp lại ở thư viện nếu không có chút tiến bộ xem ta thu thập ả à như thế nào hừ bộ thể xác tiên nhân kia của đỗ mộ không cần ăn uống ỉa đái ngủ cho nên ả à mới có thể chịu đựng ghê tởm, đến lúc đó ta muốn ả à ăn uống ỉa đái tắm rửa, một hơi làm mấy lần, còn muốn ả à biết cái gì gọi là nam nhân đích thực, Ngụy Tiện cáo từ rời đi. Thôi Đông Sơn vung tay áo, triệt hồi vòng hào quang màu vàng lôi trì cấm chế kia, Ngụy Tiện bội phục từ đáy lòng, kính sợ người này, bội phục, ở chỗ đại ly có thể có đại thế hôm nay, từ một nước nhỏ phiên thuộc vương triều Lô thị, không đến trăm năm, có thể đủ có khí tượng này, là dựa vào bốn chữ từ không sinh có. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người